Được hoan nghênh, viên cương, ta biết có thể đến bất cứ lúc nào, ý ta là kiểu không tốn tiền kìa, ta chỉ đi xem thử thôi. Phụt, tần miên không kìm được che mặt nén cười, tô chiếu cũng không kìm được chừng mắt, hiểu ý ngươi rồi, không nói ngươi đi tìm cô nương, biết ngươi chỉ muốn đi xem thử, không cần phải đặc biệt nhấn mạnh vậy đâu. Ta đã nói lúc nào cũng hoan nghênh là nói lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến tham quan bạch phân gian. Ánh mắt viên cương nhìn cái chén trên bàn, hỏi bà chủ tô ăn xong chưa? Tô Chiếu nói, ăn xong thì sao, chưa ăn xong thì sao. Viên cương nghiêng người nhường đường, đưa tay mời nói, ăn xong thì có thể đi rồi. Tô Chiếu cười ha ha nói, ông chủ ăn, thế này là đuổi khách sao. Dứt lời liền phất nhẹ ống tay áo, chậm rãi ngồi xuống, độ dạng ta bỏ tiền đến đây ngươi có thể đuổi ta đi được sao. Viên cương, ý ta là đi bạch phân gian, không phải ngươi nói có thể đi bất cứ khi nào sao. Hai người tần, tô một lần nữa cạn lời, lần này coi như đã có thể nhìn ra, nói chuyện với vị này cứ nhìn thẳng ý nghĩa trên mặt chữ là được, nghĩ quá nhiều là tự hại mình. Có câu thế nào nhỉ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bây giờ sao, tôi chiếu hỏi ngược lại, viên cương, nếu các người còn muốn ngồi thêm lát nữa vậy các người cứ ngồi đi, có gì cần có thể trực tiếp tìm cao trưởng quỹ. Dứt lời quay người bỏ đi, chờ một chút, tô chiếu đứng lên, ta nói lời giữ lời, ông chủ an, mời. Ba người nhanh chóng ra khỏi cửa, ra khỏi cửa hàng chưa được mấy bước liền leo lên thuyền hoa ven hồ thuyền chạy, tô chiếu vào trong thuyền lại tháo nón lá khăn xa che dung nhan xuống, tần nguyên đích thân dâng trà cho khách. Viên cương đi lại trong khoang thuyền nhìn nhìn, thỉnh thoảng còn gõ nhẹ ngón tay nghe thử âm thanh. Ánh mắt tô chiếu ngồi bên di chuyển theo từng cử động của hắn ta, hỏi ông chủ an đang nhìn gì vậy? Trang trí tinh xảo, con thuyền này tốt hơn cả của cửa hàng chúng ta. Viên cương đáp, cũng đi trở về, ngồi xuống một bên, nhìn thẳng vào mắt tô chiếu, lại hỏi ta có nghe được chút chuyện liên quan đến bà chủ tô. Tô Chiếu mỉm cười, "Phương diện nào? Viên Cương, quan hệ của ngươi và Đại vương Tây Việt, nghe đồn ngươi là nữ nhân của hắn." Trong khoang thuyền yên tĩnh, Tần Miên thật sự tương đối cạn lời, những lời đồn liên quan đến phương diện này dĩ nhiên nàng ta cũng biết, có điều đây là lần đầu có người hỏi ngay trước mặt Tô Chiếu. Mí mắt Tô Chiếu cụp xuống, chậm rãi bưng chén trà nơi tay, như cười như không nói, "Liên quan đến ngươi sao?" "Viên Cương có liên quan." Tô Chiếu dương mắt, có chút không hiểu. Viên Cương giải thích, nếu lời đồn là thật, chúng ở ngồi chung thế này có thể bị Đại Vương Tây Viện hiểu lầm không? Ta không thể trêu vào hắn, Tô Chiếu nhẹ nhàng hớp ngụm trà, nếu chỉ là lời đồn, ngươi tin không? Viên Cương, chính vì không biết mới hỏi ngươi, Tô Chiếu, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, yên tâm đi, hắn sẽ không hiểu lầm. Khi nói lời này ngữ khí nàng lạnh lẽo, mí mắt lại cục sâu xuống, một lúc lâu mới nâng lên, không biết đang nghĩ gì, tâm trạng và sự hưng trí dường như không còn nhiều nữa. Thế là trong khoang thuyền lại rơi vào yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh mái chèo vẩy nước. Sắc trời hoàng hôn, thuyền cập thủy các, đã đến phía sau bạch vân gian. Lúc mấy người xuống thuyền, viên cương quay đầu nhìn con đường thủy, mỗi lần bà chủ tô đều phải đi xa như vậy chỉ vì ăn bát đậu hũ sao. Tô chiếu, không được sao. Viên cương, theo ta được biết, chúng ta có đặt các điểm bán, cách bạch vân gian không xa có một chỗ, cớ gì bỏ gần tìm xa. Tô chiếu, biết, nhưng mà đầu đường người đến người đi, thùng chứa ở đó ngoài đường những người buôn bán nhỏ vây xem ồn ào hỗn loạn thậm chí nước miếng văng tung tóe người cảm thấy sạch sẽ sao thì ra là thế viên cương khẽ gật đầu đi bộ vào trong đình viện yên tĩnh phóng mắt bốn phía nhìn chỗ tốt ta có thể tham quan không xin cứ tự nhiên tô chiếu đưa tay mời đích thăm đi ngắm cùng nơi phòng hoa tuyết nguyệt phía trước đã đèn hoa sáng chói quần áo khinh bạc oanh oanh yến yến thiên hình vạn trạng liếc mắt đưa tình với khách tất nhiên không cần phải nói còn cả ôm người ta cười đùa không kiêng nể, còn cả vị hào khách vung từng nắm tiền để rước lấy sự gieo hò của đám đông, mùi son phấn hỗn loạn khó nghe thanh âm truyền đến. Viên Cương quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, lại dựa vào lan can nhìn những chỗ gieo hò dưới lầu, hình như hắn thích những nơi yên tĩnh hơn. Xem hết phía trước lại đi ngắm phía sau, có điều có nhiều chỗ không cho hắn vào. ở một cửa tiểu viện, Tần Nguyên đưa tay cản lại, ông chủ an bên trong là nơi riêng tư của nữ nhân, nam nhân không tiện vào chương 436 có ý gì, nhưng sau khi đi qua, trong viện truyền đến tiếng ục ục hỗn loạn, viên cương hơi liếc mắt, mặt không đổi sắc tiếp tục bước về phía trước. Tô Chiếu bồi tiếp viên cương đi ra, tần Nguyên lại dừng bước, quay người tiến vào trong viện, đưa tay với một người tới, hỏi chuyện gì xảy ra. Người kia nói, không biết chuyện gì xảy ra, kim Xí trong lòng đột nhiên trở nên sao động bất an. Tần Nguyên cùng gã đi xem thử, đạo ra, bên ngoài đưa đậu hũ tới. Hắc mẫu đơn nâng bát tiến vào, lên tiếng nhắc nhở nghiêu hữu đạo đang nằm chợp mắt trên ghế nghiêu hữu đạo đứng dậy hắc mẫu đơn mở cái bát đóng chặt ra thấy dưới nắp không có thứ gì liền cầm thìa quấy trong chén lấy ra một túi vải dầu nhỏ mở túi vải dầu ra bên trong có hai trang giấy một trang tương đối lớn là địa đồ cả bạch phân gian nghiêu hữu đạo mở địa đồ ra nhìn chậc chậc hai tiếng cái tên hầu tử này làm việc nhanh gọn chỉ trong mấy ngày đã có được địa đồ chi tiết trong bạch phân gian rồi hắc mẫu đơn xích lại gần xem đúng là vậy trên địa đồ ngay cả sâu trong nội trạch không để người ngoài vào cũng vẽ ra, đường đi cũng vẽ rất rõ ràng, không khỏi kỳ quái nói, nội trạch bạch vân gian người dùng tiền vào chơi có thể vào đi dạo sao. Như hữu đạo lắc đầu, cũng không rõ viên cương làm thế nào lấy được. Mấy chỗ ký hiệu hư ảnh này là có ý gì? Hắc mẫu đơn đưa tay chỉ vài vị trí trên địa đồ. Như hữu đạo buông địa đồ xuống, lại cầm một trang giấy đầy chữ khác lên xem. Chữ bên trên rất kỳ lạ, hắc mẫu đơn nhìn không hiểu, như hữu đạo vừa nhìn đã biết viên cương viết vì là chữ giản thể hai người rất quen thuộc. Nội dung bên trên biểu thị, viên cương đã tiếp xúc với tô chiếu, đích thân đi Bạch Vân Gian xem xét. Bạch Vân Gian này không đơn giản như bề ngoài, trong bóng tối nội trạch đều có người nhìn chằm chằm, có vài hạ nhân hình như cũng không đơn giản. Viên cương dùng vài tiểu xảo kiểm tra, nghi ngờ trọng điện nội trạch có không ít tu sĩ, từ một vài phản ứng thính giác và động tác lúc kiểm tra, viên cương hoài nghi tô chiếu và tần miên đều là tu sĩ quan hệ của tô chiếu và đại vương tây viện có phải như lời đồn không rất đáng nghi ngờ còn nữa trong sân nào đó của nội trách có lẽ có một số lượng kim xí lớn nuôi vài con kim xí đưa tin có thể hiểu được nuôi cả một đống rất đáng nghi ngờ mặc dù viên cương không tận mắt nhìn thấy nhưng viên cương phụ trách xử lý sự vụ tin tức bên ngũ lương sơn mấy năm tiếp xúc một lượng lớn kim xí vừa nghe động tĩnh đã có phán đoán đại khái lúc bắt đầu những kim xí ngũ lương sơn nuôi cũng có phản ứng mãnh liệt với viên cương về sau quen thuộc biết vô hại mới không có phản ứng gì kim sĩ bạch vân gian nuôi dĩ nhiên vẫn chưa quen viên cương đến gần từ đủ các chi tiết và dấu hiệu kết hợp lại viên cương đưa ra phán đoán là trong nội bộ bạch vân gian hình như là một cứ điểm bí mật đương nhiên viên cương cũng nói đây là nghi ngờ sơ bộ của hắn ta vẫn chưa thể xác định chắc chắn còn về phần tình hình tô chiếu như thế nào lần đầu tiếp xúc vẫn chưa hiểu nhiều lắm ý viên cương là cần thời gian để tiếp xúc từ từ hắn sẽ từ từ nghĩ cách những vị trí hư ảnh trên bản vẽ là những nơi viên cương chưa tiếp xúc được nói chính xác là những nơi bạch vân gian không cho hắn ta tới gần trong đó có nơi nuôi kim xí viên cương nói dung mạo tô chiếu hắn ta đã nhớ kỹ có điều không có hoa tay đến mức đó bên cạnh cũng không có nhân thủ như vậy nên không cách nào dựa vào ký ức vẽ ra được ý viên cương là lúc nào đó sẽ gặp mặt Nhiêu hữu đạo một lần hắn ta dùng lời thuật lại Nhiêu hữu đạo sẽ vẽ cuối cùng viên cương nhắc nhở hắn nói xung quanh chỗ nghiêu hữu đạo ở có rất nhiều người không rõ thân phận đi qua đi lại, hỏi hắn có phải đã xảy ra chuyện gì không. Viên cương cũng thực sự không biết xảy ra chuyện gì, có vài việc trông động tính không nhỏ nhưng ngoài vài người có thân phận địa vị, phàm phu tục tử bình thường không dễ dàng biết được cái này, có biết cũng sẽ không đi đồn lung tung. Hồ Diên Uy dễ tìm hiểu tin tức cũng bị cấm túc, nếu không e là hắn ta đã có thể biết chút tình hình. Còn nghiêu hữu đạo cũng không muốn để hắn ta biết việc này, không muốn hắn ta dính vào so sánh nội dung trên thư, lấy địa đồ ra đối chiếu một lát, như hữu đạo hít mắt nói thầm, tu sĩ. Có thể là tu sĩ, sau khi để đồ xuống, như hữu đạo chắp tay đi qua đi lại suy nghĩ. Nếu thật sự đúng như viên cương nghi ngờ, tô chiếu là TSM vậy quan hệ giữa tô chiếu và đại vương Tây Viện kia thật sự đáng để nghi ngờ. Nếu là nữ nhi bình thường thì cũng thôi đi, với thân phận địa vị như đại vương Tây Viện độc chiếm một nữ tu sĩ cũng chẳng có gì quá đáng. Thế nhưng độc chiếm một nữ tu sĩ không nói, còn để nữ tu sĩ đi kinh doanh thanh lâu thì khó tránh hơi quá. Hắc mẫu đơn không hiểu nội dung trong thư, lại nghe như hiểu đạo lầm bầm, thử nhắc nhở một tiếng, quy củ phiếu miếu các, tu sĩ không được phép kinh doanh trong thế tục. Như hiểu đạo thuận miệng đáp, nếu nói là sản nghiệp của đại vương Tây Việt, bọn họ chỉ là pháp sư tùy tùng là được rồi. Nếu có tu sĩ trông coi, sao viên gia có thể vào được yếu điện nội bộ bạch vân gian? Sao có thể vẽ bức hỏa cặn kẽ như vậy? Hắc mẫu đơn vẫn tò mò, Viên Cương kia là phàm nhân nhưng dưới con mắt của nàng có nhiều khả năng không thể tưởng tượng được. Nưu Hữu đạo lắc đầu, không đáp, đang nghĩ đến chuyện Viên Cương nói muốn gặp hắn. Tình hình hắn bây giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, sao có thể gặp Viên Cương đây? Đúng lúc này, Công Tôn Bố xuất hiện ở cửa, đạo ra, Nưu Hữu đạo quay đầu, vẫy gã vào. Công Tôn Bố bẩm báo, đạo ra, bên hải đảo kia số thuyền lớn tụ tập đã gần 300 chiếc. Đây chỉ là số thuyền chống cải tạo tiếp đó vẫn còn một số thuyền lớn đi vào những thuyền này nước ngập tương đối sâu hình như thuyền chưa đầy hàng tụ tập sát với nhau không có ý cải tạo đúng là một khoản lớn xem ra số lượng vượt xa tưởng tượng của ta người làm việc này xem ra có năng lực không nhỏ có thể kiếm được nhiều chiến mã như vậy như hiểu đạo hắc hắc một tiếng lại tiếp tục dặn dò nhớ kỹ không cần bọn hắn làm gì nhìn chằm chằm là được không nên đánh rắn động cỏ rõ công tôn bố lĩnh mệnh rời đi Nghiêu hữu đạo đi đến trước bàn một lần nữa nhìn địa đồ bạch phân gian, khắc sâu ấn tượng trong đầu sau đó đốt hai thứ này đi. Nhìn ánh lửa trong chậu, trong miệng hắn lầm bầm nói, tin của thiên ngọc môn còn chưa tới sao. Đợi tin thế này hắn hơi sốt ruột, lệnh hồ thu nhắc nhở rất đúng, hoàng đế là sẽ không để cho hắn cứ dây dưa mãi, còn kéo dài như vậy, một khi chọc hoàng đế ra tay lần nữa, tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm. Chuyện lần này bản thân hắn cũng cảm thấy thực sự bị hoàng đế làm cho hết cách, mức độ động thủ không giống nhau hoàng đế người ta vừa động thủ đã gây ra thế dùng thế ép người dưới đại thế khiến người muốn tránh cũng không tránh được có chuyện trong lòng hắn đại khái đã hiểu rõ hẳn hoàng đế nghe từ miệng đám bùi nương tử hắn bị sở an lâu làm nhục biết quan hệ giữa hắn và băng tuyết các không phải giống như hắn ra vẻ nếu không hoàng đế ít nhiều sẽ kiêng kỵ không dám làm thế này với hắn hắc mẫu đơn để ta đi hỏi lại thử nghiêu hữu đạo khoát tay nói không cần chỉ cần tiếp cận đám phong ân thái là được cùng lắm ta chỉ chờ thêm được hai ngày nếu tin tức còn chưa tới, vậy lão tử chỉ có thể bảo vệ bản thân trước. Hắc Mẫu đơn nhìn ngoài cửa, bên ngoài nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, nhiều người muốn lấy được đồ như vậy vì sao vẫn đợi 2 3 ngày mà không thấy có ai đến nhà đòi. Bên này đã cử người ra ngoài thử, vừa ra đã bị người ta tóm lấy xoát người, xác nhận trên người không mang đồ đó mới thả về, sự thực chứng minh là bọn họ đang bị theo dõi rất sát. Chương 437, nổi trận lôi đình, Như Hữu đạo cười lạnh một tiếng, "Đòi, cô vẫn chưa hiểu sao?" thứ này ai dám công khai đòi chỉ có thể âm thầm cướp ai dám ngoi đầu lên cầm thứ này lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích điểm ấy trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ cho dù có người bước vào cánh cổng này ra ngoài cũng sẽ bị lục soát kỹ hắn vừa ngồi trở lại trên ghế nằm chưa năm được một lát bên ngoài đã chuyển đến tiếng bước chân gấp gáp giọng phong ân thái từ xa truyền đến lão đệ như lão đệ như hữu đạo bỗng nhiên đứng dậy thấy phong ân thái dẫn hai đệ tử bước nhanh đến lệnh hồ thu cũng đi theo sau chắc hẳn vẫn luôn ở bên đó trông chừng phong ân thái phong ân thái bước vừa cửa liền chụp cánh tay như hữu đạo nói lão đệ sư môn có tin như hữu đạo lập tức hỏi có quyết định rồi đã có quyết định phong ân thái gật đầu lại lắc đầu cười khổ không tránh khỏi phê bình ta một trận như hữu đạo mắng huynh là chắc rồi đổi lại là ta có khi đã trục xuất huynh khỏi sư môn phong ân thái cái tên này như hữu đạo gỡ ngón tay lão ra lão phong không cần nói nhảm nữa đâu còn kéo dài nữa hoàng đế không chờ được sẽ có kẻ mất mạng đấy. Bất cứ lúc nào người ta cũng có thể tìm lý do để đuổi chúng ta ra khỏi đây, thậm chí đuổi chúng ta ra khỏi thành, vậy coi như chúng ta vui rồi. Nói đi, tình hình như thế nào, thiên ngọc môn có ý gì? Phong ân thái, ý của sư môn rất đơn giản, ở ngoài tầm với, thế lực thiên ngọc môn không vươn sang được đây, trưởng môn trực tiếp hạ lệnh từ bỏ, văn điệp cho phép suốt cảnh 10 vạn chiến mã không giữ tờ nào, từ bỏ hết, xử trí thế nào cũng được, tóm lại phải để người ngoài biết đồ đã được chuyển nhượng, đã không còn trên tay chúng ta. Nghiêu hữu đạo chế nhạo nói, không phải huynh muốn bán lấy tiền sao. Lòng vòng một hồi, treo lâu như vậy hóa ra vẫn cùng một ý với ta. Phong ân thái chắp tay cầu xin tha thứ, lão đệ, coi như lão ca ca ta sai rồi, để cũng đừng giễu cợt nữa, bắt đầu chính sự nào. Chụp lấy tay như hữu đạo, vỗ vỗ mở u bàn tay hắn, chính sự quan trọng. Như lời đệ nói, chờ thêm nữa e là hoàng đế sẽ đuổi chúng ta ra khỏi thành sẽ chết người đấy." Lệnh Hồ Thu nhẹ nhàng thở ra, đã sớm nên làm như vậy. Phong Ân Thái quay đầu, "Lệnh Hồ huynh, khó xử của ta, huynh cũng phải hiểu, Văn Điệp cho phép suốt cảnh 10 vạn chiến mã đấy. Không được sư môn đồng ý, ta dám nói vứt là vứt sao? Ai gánh nỗi trách nhiệm này? Còn may, Thiên Ngọc môn coi như sáng suốt, không hám lợi đen lòng." Lệnh Hồ Thu ha ha một tiếng, phủi phủi tay, "Nhanh xử lý đi." như Hữu đạo lập tức quay đầu khẽ gật đầu với Hắc Mẫu Đơn. Hắc mẫu đơn đi ra sau lấy 10 văn điệp được giấu ra giao cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo đếm đồ, chụp tay phong ân thái, ném vào tay lão, không thiếu tờ nào đâu, huynh kiểm tra cẩn thận đi. Không cần kiểm tra, phong ân thái lại đẩy trở về, lão để cứ xử lý là được. Ngưu Hữu Đạo, huynh bớt mơ đi, ta không rảnh đi kiếm chuyện đâu. Phong ân thái đẩy ra, không phải ý ta, là ý sư môn. Ngưu Hữu Đạo trợn mắt nói, huynh nói cho rõ ràng xem nào, có ý gì. Phong ân thái phất tay gọi, nhận tờ giấy một đệ tử đưa đến, chuyển giao cho Nghiêu Hiểu Đạo, mật tín vừa phiên dịch ra, ý của Thiên Ngọc Môn không sót một chữ, tất cả bên trong, ta không dám giấu một chữ, lão để cứ xem sẽ biết. Nghiêu Hiểu Đạo lập tức cầm thư, càng xem sắc mặt càng đen. Lệnh Hồ Thu cũng vội bu lại duỗi cổ sang xem, vừa bắt đầu thư quả nhiên là chửi mắng Phong ân thái, nói trò chuyện bên tề quốc chấm dứt sẽ xử trí Phong ân thái. Nội dung sau đó có ý là, Thiên Ngọc Môn bảo Phong Ân Thái giao chuyện này cho Ngưu Hữu Đạo xử lý. Mặc kệ Phong Ân Thái ký khế ước gì đều lệnh Phong Ân Thái bảo Ngưu Hữu Đạo lập tức giao ra và hủy đi. Thiên Ngọc Môn muốn phủi sạch quan hệ hoàn toàn với việc này, bất chấp cuối cùng sự việc xử lý như thế nào đều để Ngưu Hữu Đạo và ba phái gánh. Lý do là, Ngưu Hữu Đạo xảo trá, Phong Ân Thái rất có thể là chúng Ngưu Hữu Đạo gian kế. Cho dù Phong Ân Thái có lỗi gì, sự tình đều là vì Ngưu Hữu Đạo mà ra, Thiên Ngọc Môn sẽ không giúp Ngưu Hữu Đạo chùi đít lần này sau khi đồ giao cho Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo cứ tự giữ lấy, tặng người ta cũng được, bán lấy tiền cũng được, Thiên Ngọc Môn tất thảy không hỏi, mặc cho Ngưu Hữu Đạo xử trí, tóm lại không thể để Thiên Ngọc Môn lại có bất kỳ liên quan gì đến việc này. Nếu Ngưu Hữu Đạo không đồng ý, khiến Thiên Ngọc Môn khó sống, Ngưu Hữu Đạo hắn cũng đừng mong tốt hơn. Lợi ích rượu kia có tổn hại hay không, Thiên Ngọc Môn cũng không để ý, sẽ lập tức phái người chạy tới quận Thanh Sơn, tiêu diệt ba phái và tất cả thế lực của Ngưu Hữu Đạo đang có. Đương nhiên, Thiên Ngọc Môn không phải người nói lời không giữ lời, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để bản thân Thiên Ngọc Môn nguy hiểm. Chỉ cần Ngưu Hữu Đạo đồng ý, chuyện phong ân thái cam kết, đồng ý chia lợi nhuận rượu cho ba phái, Thiên Ngọc Môn sẽ thực hiện. Bành Hữu Tại lấy thân phận trưởng môn ra cam đoan, quyết không nuốt lời. Cuối cùng, trong thư nói rõ với phong ân thái đưa thư này cho Ngưu Hữu Đạo xem. Nội dung trong thư, cho dù lệnh hồ thu nhìn thấy cũng ngứa răng. Vẻ mặt Ngưu Hữu Đạo lại hết sức bình tĩnh, trả thư lại cho đối phương. Phong Ân Thái nhận thư giao cho đệ tử bên cạnh, cười nói với Nưu Hữu Đạo, lão đệ đã thấy rõ rồi chứ? Nưu Hữu Đạo vân đạm phong khinh nói, Phong lão ca, quên nói cho ngươi, ta xuất thân sơn dã, thực ra có rất nhiều chữ không biết, đọc không hiểu, cũng lười đọc. Hai, Hôm nay khí trời tốt thật, hắn chắp hai tay sau lưng, định đi. Khụ khụ, lệnh Hồ Thu nắm tay vội ho một tiếng, nín cười đến cực khổ. Phong Ân Thái trợn tròn mắt tại chỗ, không biết chứ. Đây là lý do quái gì? lão vội vàng níu hắn lại, lại cướp thư từ tay đệ tử, nhét vào tay Nghiêu Hữu Đạo, lão đệ, để xem lại đi. Xem cái gì, ta nói ta không biết chứ, không cách nào xem được, các người cứ từ từ xem đi. Nghiêu Hữu Đạo từ chối nhận, đừng, phong ân thái cứ kéo lấy hắn không thả, đệ không hiểu thì ta đọc cho đệ nghe có được không. Nghiêu Hữu Đạo bỗng nhiên quay người, một tay cướp thư về, chỉ vào mũi phong ân thái mắng. Họ phong kia, chuyện này như thế nào ngươi hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, thế nào gọi là lão tử xảo trá thế nào gọi là người trúng kế của ta? Ngươi thành thật nói ra đi, ngươi muốn đẩy trách nhiệm nên đã báo lên trên cái chó gì? Làm càn, đệ tử thiên ngọc môn một bên đứng ra, ngăn cản nghiêu hữu đạo vô lễ với sư bá của mình. Muốn đánh đúng không? Hắc hắc, ta rất mong chờ đây, ta đang muốn làm lớn chuyện lên một chút. Nghiêu hữu đạo cười lạnh một tiếng, lại hét lên một tiếng, người đâu? Dầm dầm, bên ngoài lập tức xông vào một đám tu sĩ, trong phòng lập tức có vẻ hơi chen chúc. Ngươi là cái thá gì, lúc nào đến phiên ngươi ra mặt. Như hữu đạo chỉ vào tên đệ tử thiên ngọc môn kia nói, đến đi. Động tay cho ta xem thử nào, người tin ta sẽ làm thịt ngươi không, người chết cũng chỉ vô ích thôi, chắc chắn bành hữu tại cũng chẳng rên một tiếng đâu. Đệ tử kia lập tức thẹn quá hóa giận, tay cầm chuôi kiếm. Xuống dưới, cút ra ngoài, không phải chuyện của ngươi, làm loạn cái gì. Phong ân thái lôi đệ tử ra, vất tay ra hiệu những kẻ không liên quan cùng lui xuống. Hắc mẫu đơn nhẹ gật đầu, đệ tử ba phái lần lượt đi ra. Đệ tử thiên ngọc môn kia không thể không ngậm nhục rời đi. Như hữu đạo lại giữ lại, đừng đi, ta nhìn thiên ngọc môn các ngươi không vừa mắt, môn hạ bành hữu tại sao đều là phế vật như vậy. Đệ tử kia bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, phong ân thái lại khoát tay, bảo gã rời đi nhanh một chút rồi lại cười nói với như hữu đạo, lão đệ, đệ đâu cần phải bực bội với hắn chứ. Đệ thế này là cố ý kiếm chuyện đấy. mươi 438, nổi trận lôi đình 2. Ngưu Hữu Đạo hì hì nói, ta đúng là đang chủ tâm kiếm chuyện, ta không vừa mắt Thiên Ngọc Môn, chửi Thiên Ngọc Môn hai câu thì có làm sao, người có ý kiến sao? Không có ý kiến, không có ý kiến, lão đệ bất giận, lão đệ bất giận. Phong ân thái vỗ mờ u bàn tay hắn trấn an, chính sự quan trọng, giải quyết chính sự quan trọng. Ngưu Hữu Đạo, quan trọng người còn không tranh thủ thời gian giải quyết. Phong ân thái, giả không biết chữ cái gì, nội dung đệ cũng thấy rồi, môn có lệnh, việc này giao cho đệ giải quyết, ta không dám không nghe theo. Nghiêu hữu đạo, ta giải quyết, ngươi thử nói xem ta giải quyết như thế nào. Phong ân thái vội ho một tiếng nói, trong thư không phải viết rất rõ sao, đồ để giữ lại cũng được, tặng người ta cũng được, đem bán lấy tiền cũng được. Nói ra lời này bản thân lão cũng chột dạ, nghiêu hữu đạo, ơ, nói đơn giản như vậy, vậy ngươi xử lý và ta ta xử lý khác nhau ở chỗ nào? Lão Phong à, người vô năng thế nào, khiến thiên ngọc môn không an tâm đến mức nào mà để chuyện đơn giản như vậy cũng không dám để ngươi xử lý thiên ngọc môn phái ngươi tới làm gì tướng mạo phong ân thái hơi mập mạp hòa ái cũng rất có thể nhịn nhục lão thở dài lão đệ ta thừa nhận ta không bằng đệ được rồi chứ đệ nên tranh thủ xử lý đi không thể kéo dài nữa đâu nghiêu hữu đạo xử lý như thế nào ta giữ lại đồ các ngươi không dám giữ bắt ta giữ ta chán sống hay muốn tìm chết thì còn được tặng người ta làm sao tặng tặng ai, công khai tặng ai dám nhận, âm thầm đưa thì có ích gì, cho dù âm thầm đưa ra ngoài chỉ e đối phương là người đầu tiên muốn giết lão tử diệt khẩu. Đem bán lấy tiền, ai dám công khai mua, bên ngoài một đám người nhìn chằm chằm, người nói ta bán cho ai đây? Người dạy cho lão tử bán thế nào đi, cho dù ta công khai hủy trước mặt mọi người, hoàng đế sẽ là người đầu tiên gây rắc rối cho ta, là người đầu tiên muốn giết ta đấy. Họ phong, ta nói người được lắm, phiền phức do người gây ra, giờ lại muốn ta giúp ngươi chùi đít. Ngươi để bảo lão tử ổn định trước giúp ngươi, giờ ổn ra kết quả thế này à? Thiên Ngọc Môn cho ta cái gì vậy? Ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi báo đáp lão tử thế sao? Hắn vỗ thư trên tay chửi một trận. Phong ân thái lúng túng nói, nếu không phải đệ trêu chọc phải trưởng công chúa kia lấy đâu ra phiền phức này. Như Hữu đạo ha ha nói, vậy được, đại lộ chỉ lên trời, ai đi đường ấy, mọi người ai tự giải quyết phiền phức riêng của mình, không thể cùng giải quyết được quận Thanh Sơn Thiên Ngọc Môn các người muốn làm sao thì làm, lão tử không về quận Thanh Sơn được không hả? Ta cũng không tin rời khỏi Thiên Ngọc Môn người ta không sống được. Hai, Phong ân thái giữ chặt hắn, lão đệ bớt giận, lão đệ bớt giận, là ta thất ngôn, là ta thất ngôn. Ý của ta là, còn có thể suy nghĩ thử vài cách. Nghiêu hiểu đạo, vậy được, người nghĩ cách giúp ta đi, chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra được cách hay, việc này ta ra mặt cũng không phải không được. Phong ân thái thở dài, ta có biện pháp đã sớm nói cho đệ biết rồi, còn cần chờ đến bây giờ sao? để thế này chẳng phải đang làm khó ta sao? Được, ngữ điệu của Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng thay đổi, trở nên bình tĩnh hơn, ta cũng không làm khó ngươi, gặp gỡ các ngươi coi như ta không may, như vậy đi, các ngươi đi đi, việc này ta gánh, có được không? Bọn lệnh hồ thu, hắc mẫu đơn lập tức đồng loạt nhìn về phía hắn. Phong ân thái ngạc nhiên, thật, Ngưu Hữu Đạo gật đầu, không thể giả, các ngươi đi đi. Phong ân thái, vậy thì tốt, đưa khí ước ta viết cho ta trước đã. Nghiêu Hữu đạo nghiêng đầu chỉ vào chậu than, chỉ cho tàn lưu lại sau khi thiêu thứ viên cương đưa trước đó đốt rồi, đốt rồi. Phong Ân Thái khó tin, lập tức chạy đến bên chậu than xem thử. trong nháy mắt thần sắc run rẩy, phát hiện cho kia không đúng. lão chỉ viết một tờ giấy mỏng, sao có thể đốt ra được nhiều cho như vậy? lão đứng thẳng dậy, lão đệ, đệ đang đùa với ta đấy hả? À? Nghiêu Hữu đạo, ta không đùa. các ngươi có đi hay không? các ngươi không đi, chúng ta có thể đi lão đệ đệ mắng thì mắng rồi làm loạn cũng loạn rồi lão ca ta sai rồi nhịn rồi cũng nhận rồi nhưng giờ ta không có đường lui dù để có giết ta cũng vô dụng phong ân thái lẩm bẩm hai câu khoanh tay ngẩng đầu nhìn nóc nhà bộ dạng ăn vạ đi cái gì mà đi lão không thể đi được không lấy được thứ mình viết thì đi thế nào lát mình vừa đi bên này đưa ra bằng chứng nói đổ đã đưa cho thiên ngọc môn nhiều người bao vây chặn đánh như vậy lão có thể chạy khỏi quốc cảnh về quốc sao cho dù có chạy thoát, phiền phức đem đến cho thiên ngọc môn giải quyết sau đây. Nghiêu hữu đạo không chịu giao thứ lão đã viết ra, lão không thể buông tha cho nghiêu hữu đạo. Nhân lúc phong ân thái không chú ý, nghiêu hữu đạo liếc mắt ra hiệu lệnh hồ thu một cái. Lệnh hồ thu hiểu ý tiến lên kéo phong ân thái ra ngoài, lão phong, người đi ra ngoài trước, ta sẽ giúp người khuyên nhủ. Người đừng lừa gạt ta, hắn chạy, ta tìm ai. Lừa gạt cái gì, người cho người trông coi không được sao. Phong ân thái bị lôi đi, trong phòng cũng yên tĩnh, như hiếu đạo ban nãy còn nổi trận lôi đình lập tức vẻ mặt bình tĩnh, đi tới ngồi cạnh bàn nhìn mật tín của Thiên Ngọc Môn và 10 văn điệp trên bàn, nhíu mày không nói. Đạo ra, làm sao bây giờ? Định bỏ quận Thanh Sơn thật à? Hắc mẫu đơn tiến lên nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Hai, như hiểu đạo than nhẹ, vương gia ký thác kỳ vọng vào ta, quận chúa cao quý ngày nào cũng làm tỳ nữ trải đầu búi tóc cho ta, tình nghĩa này há có thể nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ, nếu thật sự làm như vậy thì ta thành tiểu nhân bội bạc mất rồi. Bên kia đã dựng xong nền tảng, vứt đi cũng tiếc, kẻ vứt chủ có đi nơi khác bắt đầu lại thì người khác cũng coi thường ngươi trước, sau chưa chắc đã tín nhiệm. Đương nhiên cũng sẽ không có ai đối đãi với chúng ta rộng rãi như vương gia và quận chúa. Chuyện thiên ngọc môn mặc dù làm có quá đáng nhưng trước mắt thiên ngọc môn với chúng ta mà nói cũng thật sự không thể xảy ra chuyện, chúng ta vẫn cần thiên ngọc môn che chở. Hắc mẫu đơn, vậy ban nãy người đối xử với phong ân thái cảm thấy ta nóng giận mắng khó nghe quá sao nghiêu hữu đạo ha ha cười nói cho hắn biết ta thực sự khó khăn mới có thể ép hắn nhượng bộ mới có thể ép thiên ngọc môn nợ chúng ta chuyện này nếu ôm quá nhanh há không khiến bọn hắn nghĩ ta làm trâu làm ngựa cho bọn hắn là chuyện đương nhiên sao bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tiếng trò chuyện trong phòng ập tức dừng lại lệnh hồ thu sải bước đi tiến đến trực tiếp ngồi bên cạnh nghiêu hữu đạo để bảo ta đưa lão ra ngoài là có ý gì hẳn là đệ thực sự định ôm việc này đúng không nghiêu hữu đạo chuyện tới nước này đi bước nào tính bước đó huynh trưởng trước mắt cần huynh giúp ta một tay lệnh hồ thu cười khổ để cũng đừng làm khó ta chút nhân mạch kia của ta chẳng qua chỉ nói cho dễ nghe thôi thực ra ta chỉ là một lái buôn rắc mối không có bản lĩnh lớn như các đệ tưởng tượng đâu với thế lực của hoàng đế tề quốc muốn chạy ngược sóng trong tay hắn ta chỉ e là không đủ nhét kẽ răng hắn lão đệ việc này ta thật sự không làm gì được Nghiêu hiểu đạo, huynh trưởng trước hết nghe ta nói hết lời hắn cự tuyệt cũng không muộn. Lệnh hồ thu, để nói đi. Nghiêu hiểu đạo, trên ngọn núi xung quanh đây có người của ba môn phái kia, huynh biết không? Hắn nói chính là những ngọn núi chung quanh kinh thành. Nước tề là một quốc gia thảo nguyên, những nơi có núi cao bốn phía như kinh thành là rất hiếm. Đại khâu môn, huyền binh tông và thiên hỏa giáo là ba môn phái tập trung trên các ngọn núi bao quanh kinh thành. Mỗi phái chiếm cứ một vùng đất thiêng, bảo vệ kinh thành, thực lực được xem là hàng đầu trong số các môn phái tu hành của nước tề, là đại môn phái ít có trong thiên hạ, ngay cả phiếu miếu các cũng có một chỗ cắm rùi. chương 439, ba người kết nghĩa, đại nội hộ pháp của Hoàng Cung là người đến từ ba môn phái này. Đám người bùi nương tử là đệ tử của đại khâu môn. Lệnh hồ thu trầm ngâm nói, ta có quen vài người của ba phái, người định làm như thế nào? Nghiêu hiểu đạo đáp, huynh trưởng cũng biết tình huống bây giờ. Như ta đã nói với phong ân thái trước đó, thứ này muốn đẩy đi cũng khó. ở đây dám nhận chúng cũng chỉ có ba phái. lệnh hồ thu hỏi người muốn đẩy món đồ đó cho ba phái. như hữu đạo đáp nếu bán chúng đi ta sẽ kiếm không ít tiền. tặng không cho bọn họ cũng không đến mức bị ghét bỏ chứ. lệnh hồ thu thở dài chỉ sợ chưa hẳn. với lực ảnh hưởng của ba phái đối với nước tề muốn viết văn điệp đưa chiến mã ra ngoài biên cảnh cũng chỉ bằng một câu nói cũng không quá cần món đồ trong tay ngươi nghiêu hữu đạo nói không thử một chút làm sao biết nếu bọn họ thật sự không muốn vậy thì mời bọn họ phối hợp một chút đem mấy tấm văn điệp này ra đấu giá ta không lấy một xu tiền đấu giá toàn bộ đưa hết cho bọn họ gương mặt lệnh hồ thu lộ ra vẻ khó xử xin huynh trưởng giúp cho ta nghiêu hữu đạo đứng dậy chắp tay cúi đầu nói lệnh hồ thu vội vàng đỡ lấy bất đắc dĩ cười khổ được để ta đi thử một lần xem sao chỉ có thể nói là cố hết sức Tạ huynh trưởng khi nào thì lên đường càng nhanh càng tốt người có muốn đi cùng không người đang nhòm ngó nơi này nhiều lắm ta tạm thời chưa thích hợp lộ diện một khi sự việc không thành người nhận biết ta nhiều quá hy vọng thoát thân sẽ trở nên xa vời ta phải chừa đường lui cho mình ta bảo đoạn hổ đi cùng với huynh như thế nào được lệnh hồ thu gật đầu đồng ý lại cười khổ lần đi này chỉ sợ tránh không được bị người ta chặn lại lục soát cũng không biết sẽ bị lục soát mấy lần nghiêu hữu đạo chắp tay làm ra vẻ có lỗi để huynh phải chịu khổ rồi đúng rồi lão phong bị ta quát ra ngoài thì tính như thế nào lệnh hồ thu chỉ chỉ ra bên ngoài nghiêu hữu đạo nói đương nhiên sẽ không để huynh trưởng khó xử mẫu đơn gọi ông ta vào đây vâng hắc mẫu đơn lĩnh mệnh rời đi không bao lâu nàng đã dẫn phong ân thái đến phong ân thái nhìn lệnh hồ thu thấy ông ta không phản ứng liền nghiêm mặt bước đến trước mặt nghiêu hữu đạo cẩn thận hỏi lão đệ ngươi có đồng ý hay không như hữu đạo liếc xéo một cái nể mặt huynh trưởng kết bái của ta việc này ta nhận cái mạng này xem như ta không thèm đếm xỉa đến phong ân thái vui mừng chắp tay cảm tạ lệnh hồ thu sau đó quay sang an ủi như hữu đạo không đến mức đó không đến mức đó dựa vào đôi tay của lão đệ nhất định có thể gặp giữ hóa lành như hữu đạo nói đừng nói mấy thứ vô dụng đó nữa phiền phức là do ngươi gây ra ta chống đỡ việc này chẳng khác nào liều mạng giúp ngươi sống hay chết ta nhận nhưng dù sao ngươi cũng nên có lời giải thích chứ. Giải thích, Phong Ân Thái hoài nghi hỏi, thế lão đệ muốn giải thích gì? Nghiêu hữu đạo gõ tay xuống mặt bàn, việc của ta, các ngươi sẽ không bỏ đá xuống giếng chứ. Phong Ân Thái nghiêm mặt nói, chuyện này sao có thể kéo chân ngươi được? Nghiêu hữu đạo nói, ta đã kinh qua cách làm người của thiên ngọc môn các người. Cho dù không kéo chân, ai dám cam đoan các ngươi sẽ không qua sông đoạn cầu. Hai tay Phong Ân Thái chắp lại, nếu mọi chuyện có thể cho qua thì cho qua, làm sao có chuyện qua sông đoạn cầu chứ? Nghiêu hữu đạo nhắc nhở, chắc người biết tại sao ba phái lại mạo hiểm đến đây, và mạo hiểm vì cái gì? Trước đây, khế ước mà người ký kết với ta, Thiên Ngọc Môn nói đổi ý là đổi ý, còn đem an nguy của ba phái ra áp chế. Ta làm sao biết được các người có đổi ý hay không sau chuyện này chứ? Việc này nói ra cũng khiến người ta phải lúng túng. Thiên Ngọc Môn là người đưa ra quyết định, nhưng phong ân thái lại bị người trong cuộc phê bình, xấu hổ nói tình thế bất đắc dĩ, trước khác nay khác trưởng môn đã đích thân cam đoan, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Như hữu đạo nói, ngay cả giấy trắng mực đen mà còn có thể đổi ý. Người cảm thấy ta còn tin mấy lời nói miệng này nữa không? Phong ân thái than thở, lão đệ, người cứ quấn mãi việc này là có ý gì? Người muốn thế nào thì nói thẳng, nhưng có một việc ngươi cần phải biết rõ, ta không có quyền sửa đổi lập trường của thiên ngọc môn. Như hữu đạo nhìn thẳng vào ông ta, chậm rãi nói, nếu ngươi không chê, chúng ta kết bái làm huynh đệ khác họ, như thế nào? Phong ân thái ngẩn người, còn tưởng rằng mình nghe nhầm, lão đệ, người nói cái gì. Lệnh hồ thu cũng sửng sốt, như hữu đạo nói, ta nói chúng ta kết bái làm huynh đệ khác họ. Tuổi của ta lớn hơn ngươi, lại đi kết bái với một tên trẻ con như ngươi. Phong ân thái dở khóc giờ cười, cái này, lão đệ, ngươi đang tính chơi chuyện gì vậy? Như hữu đạo nói, việc thiên ngọc môn ngươi có nuốt lời hoặc hối hận hay không, trải qua chuyện lần này, ta không dám chắc chắn nếu các ngươi muốn đổi ý ta cũng không còn cách nào với các ngươi điều duy nhất có thể trông cậy vào lúc này cũng chỉ là đạo nghĩa nếu phong lão ca muốn làm người bội bạc ta cũng chỉ có thể nhận thua phong ân thái than thở lo gì chứ trưởng môn đã tự mình lên tiếng sao có thể nói mà không giữ lời như hữu đạo nói người biết thiên ngọc môn chắc chắn qua sông đoạn cầu muốn làm người bội bạc cho nên mới không chịu đồng ý ta không có ý này chỉ là phong ân thái quay sang nhìn lệnh hồ thu lệnh hồ huynh huynh phân sử dụng đi gương mặt lệnh hồ thu không chút biểu cảm ngẩng đầu nhìn nóc nhà các ngươi tự xem mà xử lý ái trà phong ân thái lắc đầu bất đắc dĩ khoát tay nói thôi thôi lão đệ chỉ cần ngươi đồng ý chống đỡ chuyện này ta sẽ kết bái làm huynh đệ khác họ với ngươi ngươi hài lòng chưa ông ta nghĩ thầm trong lòng xem như hy sinh cho thiên ngọc môn nếu hắn không đồng ý ông ta cũng không cách nào bàn giao lại Nghiêu Hữu Đạo nói, ta muốn mời đệ tử Thiên Ngọc môn ở đây cùng làm chứng. Ngươi, Phong Ân Thái muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng nhắm mắt gật đầu, "Được, được, được, theo ý ngươi hết." Sự việc cứ như vậy mà định ra, Hắc Mẫu Đơn lập tức bận rộn, ra ngoài bảo người chuẩn bị hương án. Đợi đến khi hương án được chuẩn bị xong, hơn 10 đệ tử của Thiên Ngọc môn cũng tập trung lại. Không ít đệ tử cảm thấy phiền muộn, sư bá trở thành huynh đệ của Nghiêu Hữu Đạo, vậy đời này phải xưng hô như thế nào? hết thảy đã xong, Nhiều Hữu Đạo đốt nhang, sau đó đưa ba cây cho Phong Ân Thái, rồi đưa ba cây cho Lệnh Hồ Thu, huynh trưởng, huynh vốn là huynh đệ kết bái với ta. Sau khi ta và Phong lão ca kết bái xong, hai người cũng được xem là huynh đệ, huynh không ngại cùng nhau bái lại chứ? Ha ha, Lệnh Hồ Thu gượng cười, lẩm bẩm trong lòng, người kết bái huynh đệ như vậy có phải là quá dễ dàng rồi không? Thấy Nhiều Hữu Đạo động một chút lại kết bái, Ông ta có chút hoài nghi không biết Nhiêu Hữu Đạo có còn huynh đệ kết bái nào khác nữa không? thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, mà lời của Ngưu Hữu Đạo cũng rất có lý, cũng không tiện từ chối, lệnh Hồ Thu chỉ có thể miễn cưỡng bước lên phía trước, cầm lấy ba cây nhang. Hắc Mẫu đơn hướng dẫn mọi người bái lễ, ra, trung niên, trẻ ba người quỳ gối trước hương án, đọc to lời thề đối với thiên địa, có thể nói là nghĩa chính ngôn từ. Đọc xong, cả ba lần lượt tiến về hương án để cắm nhang, sau đó ngoài cười trong không cười bưng ly rượu, chắp tay lẫn nhau, xương hô phân cao thấp. Phong ân thái là đại ca, lệnh hồ thu là nhị ca như hữu đạo thành lão tam đại ca sau việc này chắc hẳn đại ca sẽ không bỏ mặc không thèm để ý đệ chứ khi mời rượu như hữu đạo hỏi phong ân thái một câu phong ân thái thở dài tam đệ lo lắng quá rồi nhưng chuyện nào ra chuyện đó quyết định mà thiên ngọc môn đã quyết mong rằng tam đệ sẽ làm theo đừng để ta khó xử dễ thôi như hữu đạo sảng khoái đồng ý ba người uống rượu kết bái Ngưu Hữu Đạo lập tức bảo Hắc Mẫu Đơn đem tờ khế ước ra, tự tay hoàn trả. Chương 440, hai tay chuẩn bị. Phong Ân Thái tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra. Sau khi xác nhận đây là khế ước mà mình đã viết, vội cầm đến trước ngọn nến, đốt tờ khế ước thành cho trước mặt mọi người, còn bản thân ông ta thì thở phào một hơi. Cuối cùng cũng qua rồi, nhưng bàn hương án trước mắt lại khiến cho ông ta có chút chán ngấy, hy vọng sư môn hết lòng tuân thủ lời hứa, đừng đổi ý nữa. Bằng không, ông ta khổ rồi hơn nữa có nhiều đệ tử đồng môn tận mắt nhìn thấy một khi nghiêu hữu đạo vì chuyện này mà gặp nguy hiểm ông ta sẽ mặc kệ sao thiên ngọc môn có lẽ sẽ không đếm xỉa đến bản thân ông ta cũng bỏ mặc luôn đệ tử đồng môn sẽ nghĩ như thế nào về ông ta việc này không nên chậm trễ lệnh hồ thu còn có việc cần xử lý sau khi chuẩn bị sơ qua ông ta cùng đoạn hổ rời đi sau khi mọi người giải tán phong ân thái hỏi nghiêu hữu đạo định xử lý việc này như thế nào nghiêu hữu đạo liền nhắc đến chuyện hắn nhờ lệnh hồ thu đi làm chỉ mong có thể hoàn thành phong ân thái thở dài cảm thấy hy vọng quá xa vời nhưng trước mắt mà nói cũng không còn biện pháp nào khác mọi người chỉ có thể ở đây chờ tin tức của lệnh hồ thu chờ đến đêm mới thấy lệnh hồ thu và đoạn hổ trở về phong ân thái là người đầu tiên đứng dậy hỏi lệnh hồ thu nhị đệ như thế nào rồi ánh mắt nghiêu hữu đạo cũng hiện lên sự chờ mong hai lệnh hồ thu bước vào trong đình đặt mông ngồi xuống khoát tay ra hiệu với đoạn hổ các người hãy hỏi gã đi. Gã đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, và ta cũng đã tận lực rồi. Lời vừa nói ra, Phong Ân Thái và Nghiêu Hữu Đạo nhìn nhau, chợt cảm thấy không ổn. Đoạn hổ thuật lại tình huống một cách cặn kẽ. Lệnh hồ thu đúng là đã tận lực, muốn nghĩ biện pháp tìm người quen bắt cầu rắt mối với đại khâu môn, huyền binh tông, thiên hỏa giáo, gặp được cao tầng của ba phái, nhưng tình hình lại không đơn giản. Mặc cho người thỉnh cầu như thế nào cũng vô dụng, người ta cũng không muốn lấy văn điệp xuất cảnh chiến mã cũng chẳng cần tiền của ngươi cuối cùng vẫn là một người quen của lệnh hồ thu tiết lộ cho ông ta biết thật ra cũng chưa nói đến cái gì lộ hay không lộ sự việc đã đến nước này ý đồ của hoàng đế nước tần đã quá rõ ràng người quen của lệnh hồ thu báo lại tu sĩ tập trung tại kinh thành nước tề thật sự quá nhiều chẳng những hoàng đế kiêng kỵ mà ngay cả ba phái cũng cảm thấy không thoải mái nơi này cũng được xem là địa bàn của ba phái Thế lực bên ngoài tập trung càng nhiều thì lại càng dễ sinh chuyện, cũng cần phải dọn dẹp một chút. Quan trọng hơn, hoàng đế đã ra thông báo với ba phái, ba phái cũng đã phái người tham gia việc này, sao có thể lấy đá ném chân mình, tất nhiên là không đồng ý rồi. Người đó bảo lệnh Hồ Thu nên tự trọng, sớm rời khỏi trốn thị phi này, đừng để bị cuốn vào những chuyện gây phiền phức cho mình. Tình huống chính là như thế, giữ không được, đưa không được, bán cũng không được. Không cho con người ta đường sống sao? Phong Ân Thái thở dài, xin lỗi Nghiêu Hữu Đạo, lão đệ, việc này ta thật có lỗi với ngươi. Nghiêu Hữu Đạo lắc đầu, bị hoàng đế nước tề để mắt đến, cho dù có từ chối, đoán chừng cũng từ chối không được. Huynh không đồng ý, ông ta sẽ có biện pháp buộc chúng ta nhận lấy. Lệnh hồ thu khuyên, chúng ta nên nghĩ biện pháp rời khỏi chỗ này. Phong ân thái hỏi lại, đi như thế nào? Bên ngoài đang có rất nhiều người nhìn vào, mặc kệ ai ra ngoài cũng sẽ bị điều tra, hoàn toàn chạy không thoát. Nghiêu Hữu đạo nói, nhị ca, việc này chắc phải nhờ huynh đi thêm một chuyến nữa. Lệnh hồ thu cười khổ, thái độ của ba phái đã rất rõ ràng, ta có đi mấy chuyến cũng vô ích thôi. Như hữu đạo nói, không phải tìm ba phái mà là tìm hoàng đế. Mấu chốt của vấn đề là nằm trên người hạo vân đồ. Việc này phải cần hạo vân đồ nhả ra mới được, ta muốn nói chuyện với hạo vân đồ. Lệnh hồ thu vỗ chán, đau đầu nói, lão tam, không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng hoàng đế không phải là người mà ngươi muốn gặp là gặp giúp ngươi bắt cầu rắt mối gặp hoàng đế ta không có bản lãnh đó mà người ta cũng chưa chắc sẽ chịu gặp ngươi như hữu đạo nói bùi tam nương nhị ca huỳnh hãy nghĩ cách giúp ta liên hệ với bùi nương tử để ta nói chuyện với bà ấy nhờ bà ấy chuyển lời cho hoàng đế phong ân thái nói việc này là ý của hoàng đế ngay cả sư môn của bùi tam nương cũng không đồng ý bùi tam nương có thể giúp ngươi sao như hữu đạo nói chỉ cần ta có thể gặp được bùi nương tử ta sẽ có cách để hoàng đế thay đổi mệnh lệnh Lệnh hồ thu hỏi, nếu bà ấy không muốn gặp ngươi, ngươi sẽ làm sao? Như Hữu đạo nói, nhị ca, huynh chỉ cần nghĩ cách liên lạc với bà ấy là được, giúp ta chuyển lời cho bà ấy, bà ấy chắc chắn sẽ đến gặp ta. Nghe xong, lệnh hồ thu ngược lại cảm thấy hứng thú, chuyển lời gì cho bà ấy? Như Hữu đạo nói, huynh nói với bà ấy, ta hiểu ý của hoàng đế, ta đồng ý phối hợp, nhưng ta muốn gặp mặt bà ấy để nói chuyện. Nếu bà ấy không đến, làm hỏng chuyện của hoàng đế, bà ấy cũng không thoát khỏi trách nhiệm lệnh hồ thu nghi ngờ hỏi như thế được không nghiêu hữu đạo đáp không có vấn đề gì đâu lệnh hồ thu có vẻ do dự cuối cùng đứng lên được ta sẽ đến đại khâu môn một chuyến để người quen của ta ở đại khâu môn giúp ta liên lạc bùi tam nương nghĩ cách chuyển lời cho ngươi nhưng bà ấy có đến gặp ngươi hay không ta không dám chắc nghiêu hữu đạo nói nhị ca huynh đừng nói mấy lời ủ rũ như vậy mặc kệ huynh dùng thủ đoạn gì cho dù là hãm hại hay lừa gạt tóm lại cần phải nghĩ cách kéo bà ấy đến gặp ta Ta sẽ cố hết sức, lệnh hồ thu gật đầu đồng ý, sau đó quay người rời đi. Hai, phong ân thái lắc đầu thở dài. Nghiêu hữu đạo nói, đại ca, ta có việc cần nhờ huynh giúp đỡ. Phong ân thái quay người lại, người cứ nói, chỉ cần ta có thể giúp được, ta sẽ giúp. Nghiêu hữu đạo trầm giọng nói, đào địa đạo, đào địa đạo, phong ân thái ngạc nhiên. Nghiêu hữu đạo nói, không sai, huynh mang theo đệ tử của thiên ngọc môn, đào một địa đạo từ trong viện các người đào ra lối ra gần khu vực ẩn núp là được. Nhớ, động tĩnh phải nhỏ, không nên đánh rắn động cỏ, cần phải giúp ta chuẩn bị địa đạo thật kỹ trước buổi trưa ngày mai. Sau khi đào địa đạo xong, người của Thiên Ngọc Môn nhất định phải rút lui bằng cửa chính một cách bình thường, còn việc khác cứ để ta ứng đối. Phong ân thái nói, không phải ngươi muốn đàm phán với Hoàng đế sao? Như Hữu đạo nói, đàm phán thì nhất định phải đàm phán, nhưng cần phải chuẩn bị hai tay. Ta không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người Hoàng đế được, phải lưu lại đường lui cho mình. Một khi đàm phán không thành, ta sẽ lập tức rời đi ngay. Phong ân thái ít nhiều có chút ái náy, cũng biết chuyện lần này thiên ngọc môn làm không được quang minh chính đại cho lắm, khiến nhiều hữu đạo lâm vào hiểm cảnh. Hơn nữa, mặc kệ có thích hay không thích, dù sao cũng đã kết bái huynh đệ với nhiều hữu đạo, có rất nhiều đệ tử đồng môn nhìn thấy. Nếu bỏ mặc nhiều hữu đạo không quan tâm, ông ta không thể nào nói nổi, không khỏi có chút lo lắng, lão tam, hoàng đế đã răng sẵn lưới, sợ là bốn phía đều có tai mắt dày đặc, muốn thông qua địa đạo mà thoát đi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Nghiêu hữu đạo nói, điều này ta biết, ta tự có tính toán. Điều huynh cần làm bây giờ là lập tức giúp ta chuẩn bị địa đạo bí mật cho kỹ càng. Phong ân thái than thở, được thôi, ngươi cứ yên tâm chuyện địa đạo, chưa mai nhất định sẽ giúp ngươi chuẩn bị thật tốt. Nhớ phải làm nhanh, được, sau khi phong ân thái rời đi, Nghiêu hữu đạo nhanh chóng gỡ một tấm ván gỗ trên nóc nhà xuống, bắt đầu cắt ra một con dao nhỏ trên tay, vụn gỗ bay tán loạn. Hắc mẫu đơn có chút hiếu kỳ không biết hắn đang làm gì, vội bước đến gần xem xét, phát hiện hắn đang khắc hoa. Nàng không biết nghiêu hiếu đạo có khả năng này, không khỏi hỏi, đạo gia, ngài đang làm gì vậy? mươi 441, uy bước lợi dụng một Nghiêu hiếu đạo cũng không để ý, chuyên tâm điêu khắc. Không bao lâu sau, một khối mục điêu cỡ bằng bàn tay đã được khắc xong, trên đó có hình hoa nở phú quý. Nghiêu hiếu đạo để hắc mẫu đơn dọn dẹp, còn hắn thì nhanh chóng làm cũng miếng gỗ hắn rất thành thạo và lành nghề trong lĩnh vực này cuối cùng khối mục điêu cũng đã được chuẩn bị xong nghiêu hữu đạo đưa cho hắc mẫu đơn căn dặn người đưa đến quầy hàng bán đậu hũ bên ngoài đừng để người ta phát hiện hắc mẫu đơn nhìn khối mục điêu tinh mỹ trên tay mình có chút nghi ngờ đạo ra đây là nghiêu hữu đạo nói không cần phải hỏi nhiều như vậy lập tức chấp hành vâng ta sẽ đi sắp xếp ngay hắc mẫu đơn đồng ý sau đó cầm vật trong tay rời đi trong màn đêm, quán đậu hũ, một người bước vào hậu viện, tìm được viên cương, sau đó dâng khối mục điêu lên, lão đại, đạo gia bên kia đưa tới. Dưới ánh đèn, viên cương cầm khối mục điêu lật qua lật lại, nhận ra được thủ pháp của đạo gia, trầm giọng nói, giấy, than củi. Giọng nói có chút ngưng trọng, hắn ta hiểu rất rõ nghiêu hữu đạo, nếu không phải thật sự gặp phải phiền toái, đạo gia sẽ không dùng thủ pháp như vậy liên hệ với hắn ta. Đám thủ hạ không biết hắn ta cần giấy và than củi làm gì, nhưng vẫn nhanh chóng đưa đến. Khối mục điêu được đặt trên bàn, giấy trắng che phía trên. Viên cương cầm than củi bôi lên tờ giấy trắng, tờ giấy dần dần hiện lên hình vẽ trên khối mục điêu. Sau khi vẽ xong, hắn ta cầm tờ giấy lên, xem nó dưới ánh đèn, chỉ thấy bên trên hình vẽ có chữ viết siêu vẹo, chữ viết của đạo gia mà chỉ có hắn ta quen thuộc, đêm mai, đốt đèn, hỏa thiêu thành, mở cửa thành, tạo hỗn loạn, trợ thoát thân. Gương mặt viên cương trở nên ngưng trọng, có thể viết ra ba chữ hỏa thiêu thành, đủ biết mọi việc phiền phức đến cỡ nào. Như hữu đạo muốn hắn ta tạo nên hỗn loạn ở kinh thành nước tề, như vậy đạo gia mới có thể thoát thân. Hắn ta xé tờ giấy, sau đó bóp nát khối mục điêu trong lòng bàn tay, trầm giọng nói, bản đồ. Rất nhanh, một tấm bản đồ chi tiết kinh thành nước tề do chính bọn họ vẽ ra được đặt lên bàn. Viên cương dưới ánh đèn cẩn thận nhìn tấm bản đồ, một lúc lâu sau, viên cương quay đầu lại, giọng dặn dò viên phong gần đó, bảo các huynh đệ đến các hiệu thuốc mua toàn bộ diêm và lưu huỳnh, chú ý giữ bí mật. Trong màn đêm, trên một cây đại thụ, hắc mẫu đơn đứng trên ngọn cây nhìn ra xa, sau đó mới nhảy xuống, đi thẳng vào đình viện mà Ngưu Hữu Đạo đang đứng. Ngưu Hữu Đạo đang đứng chắp tay, ngẩng đầu ngắm trăng trong viện. Hắc mẫu đơn đến gần, nhỏ giọng nói, bên ngoài tiệm đậu hũ ven đường có treo một chiếc đèn lồng màu trắng. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, điều này biểu hiện viên cương đã nhận được tin tức của hắn, Đồng thời cũng biểu đạt với hắn không thành vấn đề. Hỏa thiêu kinh thành nước tề sẽ khiến cho rất nhiều người không còn nhà để về, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm như vậy. Nhưng nếu bị Hạo Vân đồ ép đến không còn đường lui, hắn cũng chỉ có thể tạo ra hỗn loạn thật lớn ở kinh thành, để rất nhiều người phải chạy tị nạn, khi đó hắn mới có thể xen lẫn với đám người mà thoát đi. Chỉ có nhiều người chạy thoát mới có thể phòng ngừa người ta phát hiện hướng đi của hắn. Nhiều người kêu loạn chạy tứ tán, ai có thể biết hắn đi đâu? có như thế hắn mới có thể thuận lợi thoát khỏi kinh thành đang bị nhiều người theo dõi căn bản chẳng cách nào thoát thân về phần hạo vân đồ có đoán được là hắn làm chuyện này hay không sau đó có đến thu thập hắn hay không hắn hoàn toàn không để ý đến nếu ngay cả cái trước mắt mà còn không qua được không lo được tính mạng về sau còn nói chuyện gì được nữa cứ vượt qua chuyện trước mắt chuyện sau này để sau này nói hắn không muốn làm như vậy nhưng nếu hạo vân đồ không cho hắn đường sống hắn chỉ có thể cắn ngược trở lại hạo vân đồ. Đẩy hắn vào đường cùng, làm cho hắn chó cùng rứt rậu, lại còn không cho hắn đập hạo vân đồ đầu đầy bụi đất sao. Đến thiên ngọc môn xem tình huống như thế nào, như hữu đạo nhìn ánh trăng trên bầu trời, thản nhiên nói một câu. Hắc mẫu đơn lập tức rời đi, một lát sau trở về, thấp giọng bẩm báo tiến độ đào địa đạo rất nhanh. Phong ân thái đã định lối ra tại một gian nhà chứa đồ cũ bên trái cách viện một căn nhà. như Hữu đạo khẽ gật đầu, nếu đêm nay bùi nương tử không đến, hoặc đàm phán không ổn ngày mai các ngươi và thiên ngọc môn rút lui cùng một chỗ hắc mẫu đơn lập tức hỏi đạo gia vậy còn người nghiêu hữu đạo đáp ta ở đây làm mồi nhử thu hút sự chú ý của người bên ngoài hắc mẫu đơn gấp lên như vậy sao được một khi có việc sẽ không có ai bên cạnh ngài để giúp đỡ nghiêu hữu đạo nói ta không lưu lại các ngươi sẽ không đi được chỉ có ta ở đây để bọn họ biết đồ vẫn còn trên tay ta các ngươi mới có thể thoát thân người bên ngoài sẽ không cho rằng ta cao thượng, ở lại làm mồi nhử như vậy bọn họ chỉ nghĩ rằng các ngươi bỏ ta mà đi chỉ vì muốn tránh tai họa ta sẽ tận lực kéo dài thời gian giúp các ngươi nhớ kỹ sau khi rời khỏi nơi này các ngươi và người của thiên ngọc môn phải tách ra đi càng xa càng tốt đến vùng biển phía tây tụ họp với đám người công tôn bố sau đó ta sẽ sang bên đó gặp các ngươi nếu kế hoạch có biến ta sẽ cho người truyền tin cho các ngươi hắc mẫu đơn nói đạo ra không được ta Nghiêu hiểu đạo đưa tay ngăn lại, đừng nói nữa, ý ta đã quyết. Bảo các ngươi đi, không chỉ vì các ngươi mà còn vì ta nữa. Chúng ta ở cùng một chỗ, quá trói mắt, rất khó thoát thân. Các ngươi ở lại chỉ có thể là gánh nặng của ta. Một mình ta dễ dàng chạy thoát hơn, xét theo một khía cạnh nào đó, các ngươi rời đi cũng là thu hút sự chú ý, giúp cho ta thoát thân. Ngươi yên tâm đi, ta đã bố trí xong, muốn bắt ta cũng không dễ dàng đâu. Giang hồ tẩu mã, mưa gió nào mà ta chưa từng trải qua. Ta có thể lăn lộn đến ngày hôm nay cũng không phải là ngồi không. Hắc mẫu đơn vẫn lo lắng, đạo ra, dù sao cũng phải lưu lại một người chạy việc bên cạnh ngài chứ. Có hầu tử rồi, điều này không cần ngươi quan tâm, có một số phương diện, gã còn chuyên nghiệp và mạnh hơn các ngươi nhiều, huống chi. Khóe miệng nghiêu hữu đạo nhếch lên nụ cười quỷ quyệt, không phải còn có lệnh hồ thu sao. Nhắc đến lệnh hồ thu, lệnh hồ thu đã đến, bên ngoài vang lên tiếng bước chân lệnh hồ thu bước vào đình viện đầu tiên sau đó nghiêng người sang một bên đưa tay ra ngoài làm thế mời hai người trong đình nghe tiếng vội quay lại chỉ thấy một người bước đến dưới ánh trăng là bùi tam nương thái độ của lệnh hồ thu đối với bùi tam nương rất cung kính trước đó ông ta cũng không khách sáo như vậy khi gặp bùi tam nương có thể thấy được mời người này đến hoàn toàn không dễ dàng gì muộn như vậy mới mời được người ta đến đích thật là quá khó ông ta không thể trực tiếp liên hệ với hoàng cung cũng không vào được hoàng cung chỉ có thể tìm đại khâu môn trước tìm đồng môn của bùi tam nương nhờ đồng môn này liên hệ với bùi tam nương nhắc đến hoàng cung với bùi tam nương mới có thể gặp mặt dân trà nghiêu hữu đạo quay sang dặn dò trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm bùi tam nương có thể đến sự việc cũng đã thành công một nửa vâng hắc mẫu đơn nhanh chóng quay vào trong để chuẩn bị nước trà nghiêu hữu đạo bước nhanh về phía trước chắp tay nói đêm hôm khuya khoát quấy nhiễu đại tỷ là tội của ta Gương mặt bùi tam nương không hề có sự thay đổi, người có chuyện gì thì nói nhanh một chút. Sao có thể để khách quý ở đây nói chuyện được, mời vào bên trong. Nghiêu hữu đạo nghiêng người nhường đường, đưa tay mời. Bùi tam nương chẳng hề khách sáo, nhanh chân bước vào phòng trong. Sau đó, nghiêu hữu đạo nhìn lệnh hồ thu, chắp tay cảm ơn. Lệnh hồ thu lắc đầu cười khổ, tư vị cầu người đúng là không dễ tiếp nhận, còn bị người ta châm chọc. Người ta hỏi ông ta, có phải ông ta cảm thấy mình rất có mặt mũi hay không? cũng may mà vuốt mặt thì nể mũi, cuối cùng cũng mời được người đến. chương 442, uy bức lợi dụ 2. Ba người tuần tự bước vào, hắc mẫu đơn dâng trà, bùi tam nương dường như cũng không có ý định dùng trà, hỏi lại lần nữa, có chuyện gì thì mau nói đi, ta còn có việc. Nếu muốn bệ hạ hạ thủ lưu tình, các người tìm nhầm người rồi. Ta không có mặt mũi lớn như vậy đâu, như hiểu đạo cũng không nói nhiều, rút một tờ giấy từ trong tay áo ra, đẩy đến trước mặt bà ta bùi đại tỷ không ngại xem trước một chút rồi hãy nói thứ gì vậy bùi tam nương hỏi một tiếng nghiêu hữu đạo nói thứ đã ép ta vào con đường chết một tờ giấy mà có thể ép người vào đường chết bùi tam nương cảm thấy nghi hoặc đưa tay cầm tờ giấy bắt đầu đọc lệnh hồ thu hiếu kỳ nhìn đến đại khái nhận ra đó là cái gì là mật tín của thiên ngọc môn gửi đến do phòng ân thái đưa cho nghiêu hữu đạo ông ta không biết nghiêu hữu đạo đưa cái này cho bùi tam nương là có ý gì Nhìn qua nội dung trên lá thư, Bùi Tam Nương có thể hiểu được sự khó xử của Ngưu Hữu Đạo. Bà đã tận mắt nhìn thấy chuyện đêm đó, đồng thời cũng chính tay nghe được, biết Ngưu Hữu Đạo sở dĩ tiếp nhận vật này là vì phong ân thái. Khi bà bẩm báo lên trên cũng đã nhắc đến chuyện này, nhưng Hoàng đế Bệ Hạ đang bất mãn chuyện Ngưu Hữu Đạo đùa giỡn trưởng công chúa, khi truyền tin tức ra bên ngoài cũng không nhắc đến Thiên Ngọc Môn. Trên đường đến Đại Tuyết Sơn, Ngưu Hữu Đạo rất nể mặt bà. Hai người nhiều ít cũng có chút giao tình, nhưng thành ý khó phạm, có một số việc bà không thể làm chủ, chỉ có thể cảm khái trong lòng. Dù sao việc này cũng chẳng liên quan đến bà, bà và Nghiêu Hữu Đạo chưa nói đến là tình nghĩa sâu nặng, cũng chẳng cần thiết vì Nghiêu Hữu Đạo mà liều mạng. Bà cũng biết, chỉ dùng lời lẽ nhẹ nhàng của người một nhà thì rất khó thay đổi thái độ của Hoàng đế. Huống chi việc này còn liên lụy đến thái độ của Sư Môn, bà cũng không còn cách nào. Có liên quan gì đến ta? Bùi Tam Nương đặt tờ giấy xuống, rồi đẩy trở lại. Nghiêu Hữu Đạo nói: Ta đã liên lạc với sư môn quý phái. Bùi Tam Nương ngắt lời: Ta đã nghe nói, người chắc cũng biết thái độ của sư môn ta. Chuyện gì mà sư môn ta đã quyết định, người tìm ta có thể làm được gì? Nghiêu Hữu Đạo đáp: Bùi đại tỷ, quý phái không cho ta con đường sống, thiên ngọc môn cũng không, hoàng đế bệ hạ cũng không. Như vậy, người bên ngoài cũng không cho ta đường sống. Ta đã cùng đường mặt lộ, tỷ nói ta nên làm cái gì? Bùi Tam Nương im lặng cuối cùng khẽ thở dài như huynh đệ ta và ngươi quen biết nhau cũng xem như đã nhận ân tình của ngươi không phải ta thấy chết không cứu có thể giúp ngươi ta không nói hai lời ta nghĩ ngươi cũng biết ta hoàn toàn không giúp được ngươi như hữu đạo nói ta mời bùi đại tỷ đến đây chỉ hy vọng bùi đại tỷ chuyển lời của ta đến hoàng đế bệ hạ bùi tam nương hỏi có cần thiết không ta xin nói một câu mong ngươi đừng giận bệ hạ hoàn toàn không để ngươi vào mắt bệ hạ chính là chủ một phương càn cương độc đoán ông ấy muốn làm gì, bây giờ chắc người cũng biết. Ông ấy sẽ không tùy tiện vì bất cứ người nào mà thay đổi quyết định. Quân vô hí ngôn, sao có thể thay đổi xoành xoạch được? Ông ấy sẽ không dễ dàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Như Hữu đạo nói, bùi đại tỷ trước cứ nghe ta nói hết, khi đó từ chối cũng không muộn. Bùi tam nương bưng chén trà lên, ta đã đến, nghe người nói cũng không sao. Bùi tỷ đại lượng rồi, Như Hữu đạo chắp tay cảm ơn, sau đó nghiêm mặt nói, bùi tỷ, tỷ cũng biết tình cảnh của ta, để bùi tỷ ra mặt cũng rất đơn giản. Ta muốn nhờ bùi tỷ nói cho hoàng đế biết, ta đồng ý phối hợp với ý định của hoàng đế, giúp ông ta nhấc lên trận gió tanh mưa máu này. Cái mà ta cầu, chẳng qua chỉ là muốn xin ông ta dơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Ta chỉ cần mạng sống mà thôi, nhấp mấy ngụm trà, bùi tam nương đặt chén trà xuống, hỏi, dơ cao đánh khẽ như thế nào? Như Hữu đạo nói, ta đã không cách nào thay đổi được quyết định của đại khâu môn, huyền binh tông thiên hỏa giáo nhưng hoàng đế thì có thể chỉ cần hoàng đế nói một câu với ba phái không phải là chuyện lớn gì ba phái nhất định sẽ nể mặt hoàng đế từ ba phái tùy ý phái ra một phái giúp ta tổ chức một buổi đấu giá để ta bán món đồ trên tay đi tiền bán được ta sẽ dâng toàn bộ cho môn phái đã phối hợp với ta không lấy một xu đấu giá bùi tam nương lắc đầu người cảm thấy ai sẽ dám công khai mua vật này chứ như hữu đạo nói cho nên ta muốn nhờ người của ba phái phối hợp chọn một khu vực thích hợp cũng có thể cung cấp một nơi để mọi người lặng yên rời đi chỉ cần có điều kiện thích hợp tất sẽ có người che giấu diện mạo ra tay vật trên tay ta ra đi ta sẽ thoát thân nhặt lại được cái mạng của mình bùi tam nương nói người cảm thấy phân lượng của ngươi đáng cho hoàng đế vì ngươi mà gánh phiền phức như vậy không đã có sẵn đường tắt lại không đi ngược lại còn tìm phiền phức cho mình người cảm thấy bệ hạ sẽ vì ngươi mà vẽ vời cho thêm chuyện như hiểu đạo gần từng chữ ta đã không còn đường lui Bùi Tam Nương nói, người còn đường lui hay không, không phải là điều mà bệ hạ quan tâm. Bệ hạ thật sự chẳng để ý chuyện này, nếu không, làm sao có chuyện như vậy xảy ra. Nghiêu Hữu đạo cầm mật tín trên bàn, lung lay tờ giấy, cho nên ta mới nhờ bùi tỷ nói cho hoàng đế biết, nếu xung quanh ta chỉ còn một con đường chết, vậy thì ta đành để cho bệ hạ mất hết mặt mũi. Chỉ bằng ngươi, bùi tam nương cười lạnh một tiếng, như huynh đệ, có phải ngươi đã quá đề cao mình rồi không? Nghiêu Hữu Đạo nói lớn, nếu như ta làm hỏng văn điệp suốt cảnh chiến mã trước mặt mọi người thì sao? Bùi Tam Nương lạnh lùng nói, vậy thì ngươi muốn chết. Nghiêu Hữu Đạo giang hai tay, ta không còn đường lui, trước sau gì cũng chỉ một lần chết, ta còn có thể lựa chọn sao? Chẳng lẽ tỷ muốn ta phối hợp với hoàng đế tự tay giết chết mình? Hoàng đế muốn giết ta, lại còn bắt ta phải ca tụng công đức của ông ta. Trước khi ta chết, ta không được cắn ông ta một cái. Ta cắn không được ông ta thì cứ để cho thủ đoạn mà ông ta tự cho là đúng trở thành trò cười. Hoàng đế nước tần gây ra trò cười, mặt mũi làm sao mà dễ nhìn. Bùi tam nương cau mày, lệnh hồ thu bừng tỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phong mật tín, rốt cuộc cũng hiểu được dụng ý như hữu đạo lấy ra phong thư, trong lòng chật chật vài tiếng. Lão đệ này quả nhiên không đơn giản, đã bị đẩy vào tuyệt cảnh mà còn có thể tìm được hy vọng sống. Đây chính là tìm đường sống trong chỗ chết, bùi tam nương lại bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp mấy ngụm, suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi cũng đã quá rõ ràng ý đồ của bệ hạ. Nếu ba phái chuẩn bị khu vực đấu giá cho ngươi, để ngươi có cơ hội mang theo vật phẩm đấu giá chạy thoát, mục đích của bệ hạ không đạt được, chẳng phải cũng sẽ mất mặt sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bệ hạ trước mặt người trong thiên hạ lật lọng văn điệp suốt cảnh vô hiệu à? Như vậy, ngươi cảm thấy bệ hạ có còn tất yếu dơ cao đánh khẽ ngươi không? Nghiêu hiếu đạo nói, ta đã nghĩ ra hạ sách này, tất nhiên cũng đã nghĩ kỹ cách đối phó với bệ hạ bùi tam nương nói hãy nói ta nghe một chút nghiêu hữu đạo nói khi ta còn ở trích tinh thành đã từng bị một người truy sát sau này ta mới phát hiện có một thứ có tên là tầm hương điểu chỉ cần lấy nó bôi vào trong văn điệp từ đầu đến cuối đều sẽ tìm được mục tiêu sợ còn ổn thỏa hơn so với việc bị người ta đoạt mất đồ trên tay như vậy ta chẳng những có thể thoát thân mục đích của bệ hạ cũng đạt được văn điệp đưa mười chiến mã xuất cảnh cũng có thể đổi lấy một khoản tiền một công ba việc cớ sao mà không làm Bùi tỷ, đường đường là kinh thành nước tề, không đến nỗi chút việc đó cũng làm không được. Lệnh hồ thu hơi buồn cười, đây chính là uy bức lợi dụng, chắc hẳn hảo vân đồ không có lý do gì mà không đồng ý. Trách không được trước đó hắn nói, chỉ cần hắn gặp được bùi tam nương, hắn sẽ có biện pháp bắt hoàng đế thay đổi quyết định. Đây đích thật là biện pháp tốt, tìm đường sống trong chỗ chết. mươi 443, quên mình vì người, buông chén trà xuống, bùi tam nương đứng lên, còn chuyện gì nữa không? Nếu không, ta phải về. Nghiêu Hữu đạo đứng dậy theo, chắp tay nói, bùi tỷ, huynh đệ ta có thể tránh thoát một kiếp này hay không, toàn bộ dựa vào tỷ. Nếu có thể tránh thoát được kiếp nạn, về sau tất có hồi báo. Ta hiểu ý của ngươi, nhưng đêm nay ta không thể giúp ngươi truyền lời được rồi. Vì sao, đây là lúc bệ hạ nghỉ ngơi, không thích hợp để quấy giày. Sáng mai, ta sẽ giúp ngươi truyền lời. Về phần bệ hạ có đồng ý hay không, ta không dám cam đoan. Chỉ cần bùi tỷ có thể giúp ta truyền lời cho bệ hạ, ta đã vô cùng cảm kích, nào dám có yêu cầu xa vời, chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ không nóng lòng động thủ với ta trong đêm hôm khuya khoát như thế này. Sáng ngày mai, nếu có tin tức, tất nhiên ta sẽ đến thông báo cho người biết. Nếu ta không đến, chấm xem như ta đã hết lòng giúp đỡ. Như huynh đệ, người tự cầu phúc đi, bùi tam nương nói xong liền bỏ đi, không có ý định ở lại. Nghiêu hữu đạo tiến khách ra về, sau khi trở về phòng, lệnh hồ thu vỗ vai Nghiêu hữu đạo, cười ha hả lão đệ đúng là hảo thủ đoạn, vô cùng cao minh tuyệt đối là bản lĩnh tìm đường sống trong chỗ chết lão đệ dùng cái chết để bức bách muốn hạo vân đồ mất hết mặt mũi bùi tam nương tất không dám giấu giếm chắc chắn sau khi hạo vân đồ biết được cũng khó mà từ chối lão đệ nhất định có thể thuận lợi tránh thoát kiếp nạn này xem ra ta không cần lo lắng chuyện trốn đi nữa hắc mẫu đơn mím môi lộ ra ý cười ánh mắt nhìn nghiêu hữu đạo lóe sáng hơi có ý ngưỡng mộ chỉ mong là vậy nghiêu hữu đạo khiêm tốn lắc đầu cười khổ, làm ra vẻ bất đắc dĩ. Sáng sớm, đại nội Hoàng Cung, sau buổi lên chiều, hai vị đại thần dạo bước cùng với Hạo Vân Đồ, quân thần đàm luận, liễu rũ ven hồ, ánh sáng lấp lóe. Bùi Tam Nương đang đứng khoanh tay dưới một gốc liễu rũ, nhìn quân thần nghị sự, cũng không tiến lên quấy giày. Hạo Vân Đồ chỉ liếc mắt nhìn bà một cái, sau đó đi lướt qua. Bùi Tam Nương nhìn thấy tổng quản đại nội bộ tầm bước đi đằng sau, khẽ gật đầu ra hiệu. Bộ tầm bước chậm lại, đến bên cạnh bùi tam nương bùi tam nương ghé vào tai ông ta nói thầm vài câu bộ tầm cau mày phất tay một cái bùi tam nương liền bước theo bên cạnh cùng nhau đi đằng sau quân thần đang dạo bước đợi đến khi quân thần nói chuyện xong hai vị đại thần chắp tay cáo từ bộ tầm tiến lên bẩm báo hạo vân đồ một phen sau đó vẫy tay gọi bùi tam nương đến sau khi làm lễ chào hỏi bùi tam nương bẩm báo lại chuyện gặp gỡ nghiêu hữu đạo tối qua hạo vân đồ nghe xong liền quay sang nhìn bộ tầm không hề tức giận ngược lại còn có vẻ rất hứng thú bộ tầm mỉm cười hạ thấp người nói đúng là gan chó lớn hạo vân đồ cười lạnh một tu sĩ nho nhỏ mà dám uy hiếp trên đầu quả nhân bùi tam nương cúi đầu cũng không lên tiếng bà chỉ bẩm báo chi tiết còn lại thì không bàn luận gì nói với hắn quả nhân chuẩn hạo vân đồ nói một câu sau đó quay người rời đi bộ tầm cười như không cười nhìn bùi tam nương đồng thời quay người đi theo người đằng trước Ngưu Hữu Đạo cùng với Phong Ân Thái tiến vào viện tử. Trong đình viện có thể ngửi rất rõ mùi của bùn đất. Bùn đất chất đống trong mấy gian phòng, đủ để tạo thành một bức tường bùn thật dày chung quanh tường viện. Một loạt đệ tử Thiên Ngọc môn đứng dưới mái hiên, nhìn Phong Ân Thái dẫn Ngưu Hữu Đạo đến. Nói tóm lại, đình viện vẫn rất sạch sẽ. Phong Ân Thái dẫn Ngưu Hữu Đạo đến một cái giếng, cửa vào bên trong. Ngưu Hữu Đạo nhìn xuống, chỉ thấy nước giếng đục ngầu, trên vách giếng còn có một cửa hang. Phong Ân Thái đi xuống trước, chui vào trong hang, Nghiêu Hữu Đạo theo sau, hắc mẫu đơn canh giữ bên ngoài. Cửa hang chỉ đủ một người vào, hành lang trong hang cũng hẹp như thế, chỉ để một người qua lại, có chút ẩm ướt. Phong ân thái thả ra Nguyệt Điệp, đi trước dẫn đường. Đi được một trăm đến cuối hành lang thì ngừng lại. Chỗ này rộng rãi hơn một chút, có thể chứa được hai ba người. Sau khi Nghiêu Hữu Đạo đến, Phong ân thái chỉ chỉ lên trên. Nghiêu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một tảng đá hình nón trên đỉnh phía trên chính là nơi chứa đồ linh tinh của một trạch viện. Để tránh đánh rắn động cỏ, bước cuối cùng vẫn chưa thực hiện. Chờ khi nào lão để cần, có thể dễ dàng đâm thùng. Phong ân thái nhắc nhở một câu, như hữu đạo im lặng suy nghĩ về con đường dưới mặt đất này. Hắn được xem là người trong nghề đối với việc tính toán vị trí huyệt đạo bên dưới, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra được phương vị đại khái của mình. Xem ra đối phương nói cũng không có sai, liền gật đầu, làm phiền huynh rồi, chúng ta trở về thôi trên đường trở về phong ân thái nói bằng giọng có lỗi lối đi hơi hẹp chỉ vì khi đào không dám phát ra động tính rất cẩn thận vì thế tốc độ hơi chậm lão để yêu cầu hoàn thành trước buổi trưa tạm thời cũng chỉ có thể làm đơn sơ như vậy nghiêu hữu đạo nói không sao chỉ là thông đạo dùng tạm một lát không cần phải làm quá tốt hai người bước đi từ trong giếng chui ra nghiêu hữu đạo nói với phong ân thái đại ca các người đi đi thu dọn một chút rồi mau chóng rời đi phong ân thái kinh ngạc nhìn hắn biểu hiện khá phức tạp. Đối phương đang hy sinh bản thân gánh trách nhiệm cho Thiên Ngọc Môn sao. Nhất thời ông ta không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng chắp tay, không người thật sâu, pháp chỉ tông môn, thật sự khó vi phạm. Huynh đệ, lần này xem như lão ca ca có lỗi với ngươi. Ông ta không biết chuyện nghiêu hữu đạo nhờ bùi tam nương khuyên hoàng đế dơ cao đánh khẽ. Đám đệ tử đào địa đạo của Thiên Ngọc Môn Đại Khái cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thấy vậy, lần lượt có người chắp tay cúi đầu với nghiêu hữu đạo, cuối cùng, tất cả đệ tử thiên ngọc môn đều chắp tay cúi đầu. Hai tay nhiều Hữu đạo nâng phong ân thái lên, cười nói, đại ca không cần làm như vậy. Lúc này mà ta có thể nhặt được cái mạng về, ta sẽ nhớ kỹ ân tình của đại ca. Hay đi thu xếp đi, hắn cũng không nói quá nhiều, quay người cùng với hắc mẫu đơn rời đi. Nhìn nhiều Hữu đạo rời đi, rồi nhìn đệ tử thiên ngọc môn đang đứng dưới mái hiên, phong ân thái nhẹ nhàng thở ra. Trở lại viện của mình, nhiều hiểu đạo ngẩng đầu, thấy mặt trời đã sắp không thấy đâu, nhưng vẫn chưa thấy bùi tam nương đến, tâm trạng có chút nặng nề. Bước vào nội viện, hắn dừng bước, quay lại nói với hắc mẫu đơn, người lập tức thu dọn, gọi công tôn bố và người của ba phái tập trung cùng một chỗ, sau đó cùng với người của thiên ngọc môn rút lui. Hắc mẫu đơn lo lắng nói, đạo gia, hay để ta và đoạn hổ ở lại bên cạnh ngài. Dù sao cũng phải có hai trợ thủ bên cạnh ngài chứ. Loại trừ các nhân tố khác, nàng thật sự không muốn nhìn thấy nghiêu hữu đạo xảy ra chuyện. Có nghiêu hữu đạo ở đây, mấy người bọn họ có phải tán tu hay không cũng không sao. Nếu không có nghiêu hiếu đạo, mấy người bọn họ rất nhanh sẽ bị đánh về nguyên hình, trở thành tán tu không nơi nương tựa như trước kia. Bản thân ba phái còn khó bảo đảm, sẽ nhận ba người ngoài như bọn họ sao. Thiên Ngọc Môn cũng không thiếu tu sĩ như ba người, không đáng để thương triều tông lưu người ngoài. Bọn họ không có nghiêu hiểu đạo, thương triều tông cũng chẳng vì bọn họ và Thiên Ngọc Môn mà cố gắng đến cùng. Sự việc chưa đến bước này, khả năng còn cảm thấy tốt đẹp. Chân chính đến lúc sinh ly tử biệt, người mới phát giác ra, người chỉ còn cách một bước sẽ trở lại tình huống ở bên ngoài khách sạn yêu nguyệt trông mông cầu người. Vấn đề càng lớn hơn chính là, bây giờ có rất nhiều người biết bọn họ là người của Ngưu Hữu Đạo, bao gồm cả kẻ thù của hắn. Nếu phải trở về như trước kia, chỉ sợ chưa chắc được tự tại như bây giờ. Có một số con đường, một khi bước lên, sẽ khó mà quay đầu lại. chương 444, mưa gió sắp đến một. Mặc dù Ngưu Hữu Đạo có lẽ cũng là tán tu, nhưng tán tu người ta lăn lộn rất tốt có một số việc không phục không được năng lực giữa người và người có những lúc tranh lệch rất lớn rất nhiều chuyện nhìn thì đơn giản giống như chỉ cách một tầng giấy mỏng nói lý thuyết thì đơn giản lắm chỉ cần xuyên qua là được nhưng tầng giấy mỏng đó lại là đại diện cho sự tranh lệch giữa người và người giống như ngày và đêm thậm chí quyết định vận mệnh của một người mấy người bọn họ ở quận thanh sơn đối với quan hệ với thương triều tông ba phái và thiên ngọc môn còn không làm gì được chứ đừng nói chi đến cái khác nghiêu hữu đạo lạnh lùng cảnh cáo bây giờ không phải là lúc ta giảng đạo lý với ngươi mà là bắt ngươi chấp hành hắc mẫu đơn nói đạo gia không phải ngài đã nhờ bùi tam nương đi tìm hạo vân đồ sao chờ thêm một lát nữa đi chờ bùi tam nương đến nếu trước khi trời tối bùi tam nương còn chưa đến chúng ta đi cũng không muộn nghiêu hữu đạo nói ngươi cảm thấy hạo vân đồ sẽ quan tâm đến sống chết của ta sao một hoàng đế nước tề trước đó chưa từng tiếp xúc đột nhiên ra tay với chúng ta dưới tình huống chẳng có chút manh mối nào khiến tay chân luống cuống chúng ta đã chịu thiệt không rõ ràng một lần dưới tay hạo vân đồ nếu còn không nhận ra bài học đó đó mới thật là muốn chết một người không quan tâm sống chết của ta cao cao tại thượng một câu nói có thể đưa ta vào chỗ chết người cảm thấy ông ta có thể chấp nhận uy hiếp của ta sao một khi không còn giá trị lợi dụng ông ta chưa chắc đã buông tha ta hắc mẫu đơn giật mình đã biết như thế vì sao đạo gia còn muốn tìm bùi tam nương? Nghiêu hữu đạo đáp trái phải đều đã lâm vào khốn cảnh, trước mắt còn chưa hiểu rõ tình huống hạo vân đồ, ta chỉ có thể cố sức thử một lần, cũng như ôm một tia hy vọng, nhưng cũng không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào hạo vân đồ, cần phải chuẩn bị hai đường. Nếu ông ta dơ cao đánh khẽ, vậy thì tốt rồi. Nếu ông ta không chịu buông tha ta, kết quả ta và ông ta chỉ có thể trở thành cừu nhân. Nói đến đây, hắn mỉm cười, đưa tay bóp cầm hắc mẫu đơn, trêu chọc người yên tâm đi, ta không chết dễ dàng như vậy đâu. Lần này, nếu có thể bình yên quay lại quận Thanh Sơn, ta sẽ tặng cho ngươi một món quà lớn. Đạo gia, hắc mẫu đơn vừa mở miệng, ngón tay của Ngưu Hữu đạo đã ấn xuống môi nàng, một tay đỡ vai của nàng, đẩy nàng hướng ra ngoài cửa, người cơ hồ dán sát phía sau lưng của nàng, thổi hơi vào bên tai nàng, nói, hãy bảo trọng, bởi vì sau này vẫn còn có chuyện cần các ngươi làm. Hãy nghe lời ta, đừng chọc ta tức giận, đi, đừng nên quay đầu lại, ta không có ở bên cạnh các ngươi, có thể đến được vùng biển phía tây hay không thì phải nhìn vào các ngươi hãy nói cho phong ân thái biết đừng lãng phí thời gian nữa đi bàn tay hắn chạm vào mông nàng nhẹ nhàng đẩy một cái hắc mẫu đơn cắn môi không nói khó khăn bước từng bước ra cửa khi hỏi thăm những người cùng rút lui nàng gặp phong ân thái và lệnh hồ thu cũng đeo tay nải đến thấy đám người hắc mẫu đơn bọn họ tất nhiên muốn biết chuyện gì xảy ra được biết đám người hắc mẫu đơn cũng muốn rút lui ai nấy đều kinh ngạc đại gia đạo gia yêu cầu chúng ta đi ngay lập tức hắc mẫu đơn đưa tay cản phong ân thái muốn hỏi thăm cuối cùng chỉ có lệnh hồ thu vội vàng chạy vào trong viện tử của ngưu hữu đạo thấy hắn đang ngồi một mình trong phòng ông ta gấp giọng hỏi chuyện gì xảy ra vậy tại sao người bên cạnh ngươi đều đi hết hạo vân đồ từ chối rồi sao không nhưng vẫn chưa nhận được tin tức của bùi tam nương vậy ngươi để bọn họ rời đi là có ý gì ông ta không lo lắng không được nếu thật sự có vấn đề ông ta không thể chết cùng Ngưu Hữu Đạo, chắc chắn phải chạy lấy người. Huynh đệ kết bái đại như vậy không cần cũng được, Ngưu Hữu Đạo cầm bình trà trên bàn, chậm rãi châm trà cho ông ta, chỉ là để cho bọn họ rời đi trước. Mọi người cũng không thể ở cùng một chỗ như vậy được. Để bọn họ rời khỏi nơi này trước chính là có bố trí khác, phòng ngừa chẳng may có việc xảy ra thì có thể kịp tiếp ứng. Lão đệ này, người đừng gạt ta nhé, nhị ca, huynh nói như vậy, chẳng lẽ ta sống không thể kiên nhẫn được hay sao? huynh cảm thấy ta vĩ đại đến mức có thể làm chuyện vì người quên mình. Nghe lời này, lệnh hồ thu ngẫm lại thấy cũng đúng, hơi an tâm một chút, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, cầm chén trà uống từ từ, trên mặt có điều suy nghĩ. Nhị ca, huynh nhìn xem, bên cạnh ta ngay cả một người phục vụ cũng không có, bên cạnh huynh có hai cô gái, hồng tụ và hồng phất, có thể chia cho ta một người không? Ngươi ít đánh chủ ý xấu lên bọn họ đi, chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý vợ bạn không được cướp sao? huống chi còn là người đàn bà của huynh đệ ngươi nữa nghe huynh nói như vậy chẳng lẽ ta là loại người như vậy sao ha ha ngươi đánh chủ ý lên người bọn họ ít sao trên đường đi không biết bao nhiêu lần ngươi muốn qua đêm cùng bọn họ ngươi tự suy xét lại xem đến lúc này rồi ta còn có thể có ý đồ xấu gì chỉ muốn lưu lại một trợ thủ thôi cho ngươi một người cũng được không phải cho luôn mà chỉ tạm thời để một trợ thủ giúp ngươi mà thôi ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn nếu không Đừng trách ta trở mặt, Ngưu Hữu đạo liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Thu, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Người này rốt cuộc muốn lấy cái gì trên người hắn? Hắn rõ ràng muốn động vào người đàn bà của ông ta, nhưng ông ta vẫn một mực không rời không bỏ. Sự việc đến mức như bây giờ, không đến cuối cùng, ông ta cũng vẫn không chịu đi. Uống xong một chén trà, Lệnh Hồ Thu vung tay rời đi, một lát sau trở về cùng với Hồng Phất. Vốn ông ta định phân phó Hồng Phất chiếu cố Ngưu Hữu đạo, nhưng nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của Ngưu Hữu Đạo khi nhìn Hồng Phất, ông ta liền đổi ý, quyết định ở cùng với Ngưu Hữu Đạo, lý do là dù sao viện tử này của Ngưu Hữu Đạo cũng chỉ có một mình hắn. Ngưu Hữu Đạo cũng không từ chối, lấy ra 10 tờ văn điệp xuất cảnh, cầm trên tay bước ra ngoài. Người định đi đâu? Lệnh Hồ Thu hỏi một câu, nhưng không nhận được câu trả lời chắc chắn, ông ta vội đặt tách trà xuống, nhanh chóng bước theo. Hồng Tụ đang canh gác ngoài cửa chính, ở đây không có người nào khác, chỉ có thể là nàng hoặc hồng phất thay phiên nhau canh cửa mà thôi. Như hữu đạo lướt qua người nàng ta, đi thẳng ra ngoài cửa, bước xuống bậc thang, sau đó đứng chính giữa đường, giơ cao 10 tờ văn điệp trong tay. Một khắc hắn xuất hiện, có vẻ như người đang đi đường đều lần lượt nhìn về phía hắn. Sau khi nhìn thấy đồ trong tay hắn, tất cả đều đứng im. Ba chủ tớ lệnh hồ thu cũng kinh ngạc đứng ngay cửa nhìn hắn. Các người có muốn thứ này không? Ai dám thì đến đây lấy, ta tặng không. Nghiêu hữu đạo đột nhiên đề khí hét lớn, mọi người đứng im, hai mắt nhìn nhau, có người nào muốn không, có người nào muốn không, như hữu đạo hô vài tiếng, chậm rãi quay người, giơ đồ trong tay nhìn chung quanh. Bốn phía yên tĩnh, không ai lên tiếng, cũng không có ai hành động, chỉ có tiếng ồn ào từ con đường cách xa đó chuyển đến. Đúng lúc này, con đường trở nên hỗn loạn, một đám người xuất hiện, nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn lại, thấy là bùi tam nương, đi theo đằng sau là đám người xài phi. Nhìn thấy bùi tam nương, lệnh hồ thu nhẹ nhàng thở ra bởi vì bùi tam nương có nói qua nếu hoàng đế đồng ý dơ cao đánh khẽ bà ấy sẽ đến báo tin nếu không đồng ý bà ấy sẽ không đến ông ta hy vọng đừng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nghiêu hữu đạo hạ tay xuống khoanh tay nhìn đám người bùi tam nương đi tới bùi tam nương bước đến trước mặt hắn liếc mắt nhìn món đồ trong tay hắn sau đó chậm rãi quay người bước vào trong trạch viện nghiêu hữu đạo lại giơ món đồ trong tay lắc lắc với đám người xung quanh đang nhìn hắn sau đó chắp tay sau lưng, cầm đồ bước vào trong trạch viện. Trong đại sảnh, lệnh hồ thu phân phó hồng phất đi pha trà. chương 445, mưa gió sắp đến khai. Bùi tam nương nhìn chầm chầm nghiêu hữu đạo đang từ bên ngoài bước vào, hỏi vừa rồi ngươi đang làm gì vậy? Nghiêu hữu đạo nói ta chờ mãi cũng không thấy tỷ đến. Con người ai mà chẳng muốn tự vệ, người bên cạnh ta đã bỏ ta mà đi, bây giờ chỉ còn lại người huynh đệ kết bái này, tỷ nói ta còn có thể làm gì? huynh đệ kết bái của ngươi." Bùi Tam Nương quay sang nhìn Lệnh Hồ Thu, đến bây giờ bà mới biết Nưu Hữu Đạo và Lệnh Hồ Thu là huynh đệ kết bái. Khóe miệng Lệnh Hồ Thu giật giật vài cái, Bùi Tam Nương quay lại, lạnh lùng nói, như huynh đệ, bệ hạ đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Chỉ cần ngươi làm xong mọi việc, ngài ấy sẽ cho ngươi một con đường sống." Lệnh Hồ Thu nghe xong liền mừng rỡ, nháy mắt ra hiệu với Nưu Hữu Đạo. Nưu Hữu Đạo đưa tay, ra hiệu mời ngồi, cũng là mời đám người xài phi ngồi luôn sau khi bùi tam nương ngồi xuống xong hắn hỏi tại sao bây giờ tỷ mới đến vừa rồi tỷ cũng thấy đấy nếu tỷ đến chậm một bước ta xem như đã làm hỏng đồ trước mặt mọi người rồi bùi tam nương nói có một số việc phải thông báo cho sư môn được biết lại còn phải chuẩn bị thứ mà ngươi muốn bà ta lấy ra một cái bình xứ nhỏ đưa đến trước mặt nghiêu hữu đạo hôm nay sẽ truyền tin tức buổi đấu giá được định vào buổi sáng ngày mai sáng mai sẽ có người của đại khẩu môn đến đón ngươi đưa ngươi đến buổi đấu giá Bên trong này có 10 viên thuốc sáp, đã được điều phối. Bên ngoài vô sắc vô vị, sau khi bóp nát thì có thể dùng. Người hãy nhớ kỹ, trước khi xuất phát vào ngày mai, người hãy bôi thứ này lên trên văn điệp. Một viên chỉ có thể bôi một tấm, như hữu đạo cầm bình xứ, mở nắp ra, đổ viên thuốc trong bình xứ ra lòng bàn tay. Quả nhiên có 10 viên thuốc sáp, hắn nổ mấy viên thuốc vào lại bình, gật đầu nói, ta nhớ rồi, cảm ơn bùi tỷ đã tương trợ. Đại ân đại đức của tỷ, trong tương lai ta sẽ báo. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, dứt lời, bùi tam nương đứng dậy, chén trà trên bàn cũng không đụng tới. Nghiêu hữu đạo đứng dậy, hỏi một câu, bệ hạ có còn phân phó gì khác không? Bùi tam nương dừng bước ngay cửa ra vào, hơi nghiêng đầu sang, không có. Sau đó cất bước ra ngoài, đám người xài phi đi theo đằng sau. Lệnh hồ thu đích thân tiến mọi người đi, sau khi trở lại, ông ta nhìn thấy nghiêu hữu đạo cầm bình xứ trên tay, biểu hiện thất thần, liền bước lên cười ha hả, lão đệ, đây chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ cần qua được cửa ải ngày mai, hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ hy vọng như thế, Ngưu Hữu đạo than nhẹ một tiếng, ẩn chứa nhiều cảm khái. Ngoài thành, trên thảo nguyên minh mông được dãy núi vần quanh, một đám người bịt mặt đang bao quanh đám người phong ân thái. Bọn họ bị ngăn lại kiểm tra, sau khi giải trình hợp lý với đám người cản đường, bọn họ cũng không phản kháng gì nữa. Sau khi tìm được thứ mà mình muốn, Đám người bịt mặt cũng không làm khó đám người Phong Ân Thái, cứ thế mà đi. Sau khi đám người bịt mặt biến mất, mọi người nhìn chung quanh, thấy không có thêm ai xuất hiện, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Đây đã là lần thứ 8 bị cản đường kiểm tra của bọn họ. Hình như không ai cản trở nữa. Hắc Mẫu đơn đánh giá chung quanh, trong lòng ít nhiều cũng có chút chán ngấy. Một cô gái mà bị người ta sờ soạng trên người đến mấy lần. Phong Ân Thái nói, trước rời khỏi chỗ thị phi này, có gì nghe ngóng tin tức cũng không muộn. Hắc mẫu đơn nói, phong ra, chúng ta chỉ đồng hành với các vị đến đây thôi. Phong ân thái kinh ngạc hỏi, các người muốn đi đâu? Hắc mẫu đơn nói, theo ước định của Thiên Ngọc Môn và Đạo gia, Đạo gia chống đỡ việc này, nhiệm vụ của chúng ta và ba phái đã hoàn thành, chúng ta tất nhiên là quay về quận Thanh Sơn, chắc hẳn Thiên Ngọc Môn sẽ không bội ước chứ. Phong ân thái cao mày, các người không chờ nghiêu hiểu đạo sao? Hắc mẫu đơn nói, đây là ý của Đạo gia. Phong ân thái muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng quyết định không nói ông ta vốn muốn khuyên một câu nếu nghiêu hữu đạo xảy ra chuyện mà mất mạng các ngươi trở về thì có ích gì không có nghiêu hữu đạo có lực ảnh hưởng rất lớn với thương triều tông thương triều tông sẽ vì các ngươi mà ngăn cản thiên ngọc môn đá các ngươi ra khỏi thế cục sao nghiêu hữu đạo không có ở đây các ngươi còn muốn chia lợi ích của việc bán rượu các ngươi mặc kệ nghiêu hữu đạo chỉ sợ thương triều tông sẽ là người đầu tiên nổi trận lôi đình nhưng có mấy lời ông ta thân là đệ tử thiên ngọc môn cũng khó mà nói ra miệng khó mà nói Thiên Ngọc môn sẽ đổi ý. Có môn phái nào không vì lợi ích của mình mà cân nhắc chứ? Các ngươi lại là một lực lượng không ra gì, mấy trăm vạn kim tệ một năm dựa vào cái gì mà cho không các ngươi? Được rồi, chúng ta còn phải lo chuyện chiến mã, vậy chúng ta mỗi người một ngả thôi." Phong Ân Thái nhàn nhạt nói một câu, phong ra bảo trọng, "Chúng tôi cáo từ." Hắc Mẫu Đơn chắp tay nói, "Phong Ân Thái ôm quyền, nói thuận buồm xuôi gió. Đi." Hắc Mẫu Đơn nhảy lên ngựa, thét to một tiếng, dẫn một đám người mau chóng chạy đi. Sau khi chạy được một khoảng cách, ô thiếu hoan quất ngựa chạy lên, đuổi đến bên cạnh hắc mẫu đơn, nói, hắc mẫu đơn, bỏ mặc như hữu đạo như vậy có chút không ổn. Hắc mẫu đơn quay đầu lại hỏi, tại sao lại nói như thế? Ô thiếu hoa đáp, các ngươi, còn có lợi ích ba phái chúng ta đều cột vào người như hữu đạo. Các ngươi hẳn cũng biết giao tình giữa vương gia và như hữu đạo, ngay cả quận chúa cũng ở bên cạnh hầu hạ cho hắn. Một khi như hữu đạo xảy ra vấn đề, để quận vương dung bình biết chúng ta bỏ mặc nghiêu hữu đạo, quận vương sẽ rất tức giận. Vương gia vốn nhìn chúng ta không vừa mắt, quận Thanh Sơn cũng không phải thiếu chúng ta thì không làm gì được. Thiên Ngọc Môn muốn nuốt lợi ích bán rượu một mình, dưới tình huống đủ loại vấn đề, Thiên Ngọc Môn rất dễ sinh lòng xấu xa. Đến lúc đó, quận Thanh Sơn sợ rằng không dung chúng ta được nữa. Chúng ta không thể cứ như vậy mà trở về, lúc trước ông ta dẫn người muốn diệt thượng Thanh Tông, xuất sư bất lợi tự chặt một cánh tay, sau đó lại dẫn người chạy đến băng tuyết các muốn giết Ngưu Hữu Đạo. Bây giờ ông ta lại lo lắng cho an nguy của Ngưu Hữu Đạo, có thể nói là thế sự vô thường, nhân sinh như một vở kịch, đều là lợi ích cho phép. Hắc Mẫu Đơn cười nói, trưởng lão ô nói rất đúng, chúng ta tất nhiên không thể trở về như thế này. Chúng ta đi về phía đông chẳng qua chỉ là che mắt. Đợi thoát khỏi tai mắt, chúng ta sẽ thay đổi tuyến đường đến chỗ khác. Ô Thiếu Hoan nói, người có thể nói rõ hay không? Không thể, đây là sắp xếp của đạo gia, tạm thời giữ bí mật. Hắc mẫu đơn từ chối, sau đó quay sang hỏi công tôn bố, công tôn huynh, người có cần lưu lại một ít người ở đây, thuận tiện cho đạo gia liên lạc với chúng ta. Công tôn bố nói, đạo gia đã sớm có sắp xếp, người ngũ lương sơn ở kinh thành vẫn chưa bị bại lộ. Đạo gia biết người ở đâu, khi có việc sẽ chủ động liên lạc. Ánh mắt hắc mẫu đơn lấp lóe, trách không được lúc trước kêu người này xuất phát, người này ngay cả ý cáo từ đạo gia cũng không có, xem ra đạo gia đã âm thầm nói với ông ta. Giữa trưa, một tin tức đột nhiên truyền ra trong giới tu sĩ kinh thành, trưa mai, Ngưu Hiếu Đạo vì muốn thoát khỏi khốn cảnh, muốn tổ chức buổi đấu giá ở đảo Nguyệt Lượng Hồ Thiên Kính cách kinh thành 50 dặm về phía bắc, đấu giá văn điệp suốt cảnh 10 vạn chiến mã. Ngồi dưới mái hiên, Ngưu Hiếu Đạo tiếp nhận tờ giấy lệnh hồ thu đưa tới. Nội dung bên trên chính là tin tức này. Sau khi đọc qua, Ngưu Hiếu Đạo cười nói, nhị ca, huynh đúng là người không ra khỏi cửa cũng biết chuyện thiên hạ. Ta không thấy các người ra ngoài tìm hiểu tin tức, càng không thấy các người có thêm người nào, nhưng vẫn có thể nắm giữ được tin tức bên ngoài. Lệnh hồ thu gượng cười, ta vẫn có quen biết với một số người ở kinh thành nước tề. Như hữu đạo đưa trả lại tờ giấy, hỏi tình huống của hồ thiên kính như thế nào? Có thích hợp để đấu giá không? mươi 446, ngạo giả. Lệnh hồ thu trầm ngâm nói, có lẽ thích hợp. Phương viên hồ thiên kính là một trăm dặm, giữa hồ còn có một hòn đảo nhỏ tên là đảo Nguyệt Lượng nếu người hữu tâm muốn lấy đồ vào tay tin tức công khai ra ngoài người hữu tâm hoàn toàn có thể phái nhân thủ sớm chuẩn bị trước phạm vi hồ rất lớn sau khi lấy được đồ chạy trốn bằng đường thủy cũng không dễ dàng xác định được họ sẽ lên bờ ở chỗ nào và rời đi từ chỗ nào nếu như có một số nhân thủ phối hợp đeo mặt nạ rất khó làm rõ ai là người đã lấy đồ đi và đi từ đâu như hữu đạo khẽ gật đầu như vậy người tham gia đấu giá ngày mai sẽ không ít mưa gió sắp đến rồi không biết sẽ có loại người nào tham gia đấu giá. Lệnh Hồ Thu nói cũng có thể là các môn phái hạng chung mà thôi. Đại phái chân chính có thể chi phối một nước, muốn chiến mã sẽ trực tiếp thương lượng với triều đình nước tề, khinh thường làm mấy việc tranh đoạt ta sống người chết này. Nếu đến cạnh tranh, đoán chừng cũng chỉ là chư hầu một phương như thương triều tông. Nói như thế, Ngưu Hữu Đạo nói thầm một tiếng. Cái gì? Lệnh Hồ Thu hỏi, Ngưu Hữu Đạo giải thích ý của ta là bối cảnh thế lực không lớn, một nhà không nuốt nổi 10 vạn chiến mã, xem ra phải tách ra đấu giá. Lệnh Hồ Thu nói, không cần thiết phải quan tâm chuyện này, cứ nhìn xem hoàng đế bên kia sắp xếp như thế nào. Dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không cách nào yên tâm tu luyện, hai người liền bàn luận chuyện trên trời dưới đất. Trạng vạng tối, Hồng Phất chuẩn bị rượu thịt cho hai người. Sau khi dùng xong, sắc trời đã tối hẳn, Ngưu Hữu Đạo bảo Hồng Phất làm ít bột nháo, sau đó đến thư phòng tìm mấy tờ giấy làm từ cây hồng bì, tháo một ngọn đèn lồng từ mái hiên xuống, dán giấy hồng bì lên trên, áng sáng phát ra từ đèn lồng trở nên vàng hơn. Treo lên gốc cây kia đi, để người đi ngoài đường có thể nhìn thấy. Nghiêu hữu đạo chỉ vào gốc cây cao nhất đằng trước viện, dặn dò một câu, sau đó đưa đèn lồng cho Hồng Phất. Hồng Phất cầm lấy đèn lồng, bắt đầu làm theo. Lệnh hồ thu sóng vai đứng dưới mái hiên, hỏi, lão đệ, người định truyền tín hiệu cho ai vậy? Nghiêu hữu đạo nói, cho đám người hắc mẫu đơn. Lệnh hồ thu kinh ngạc, không phải bọn họ đã rời đi rồi sao? Nghiêu Hữu Đạo nói có an bài khác, thật ra tín hiệu là truyền cho viên cương. Nếu hôm nay bùi tam nương không đến, hắn sẽ treo đèn lồng trắng, biểu hiện có thể ra tay. Đèn lồng vàng biểu hiện tạm ngừng ra tay, hắn muốn gặp viên cương, nhưng tình huống trước mắt lại không quá thực tế. Người đang giám sát hắn quá nhiều, một khi để viên cương bại lộ, sẽ đẩy viên cương vào hiểm cảnh. Hắn mau chóng đuổi đám người hắc mẫu đơn đi, xét theo một trình độ nào đó, chính là một sự bảo vệ cho viên cương một khi hỏa thiêu kinh thành nói không chừng mọi sự hoài nghi sẽ đổ lên đầu hắn ta còn bây giờ đám người hắc mẫu đơn đã biến mất sẽ trở thành đối tượng bị hoài nghi đầu tiên chỉ cần cho viên cương đầy đủ thời gian hắn tin rằng viên cương sẽ có năng lực tự bảo vệ mình dọn sạch tai họa ngầm núi cao bầu trời đầy sao giống như đang ở trước mắt khiến cho người ta có cảm giác đưa tay ra là có thể hái được một bên núi là kinh thành với nhà nhà đốt đèn một bên khác là thảo nguyên với bầu trời đầy sao gió nhẹ phất phơ một người đàn ông mặc áo đỏ đứng chắp tay trên vách núi nhìn kinh thành phía xa và đèn đốt sáng dọi cả bầu trời người đàn ông có dáng ngọc thụ lâm phong gương mặt tuấn nhã bên trong ánh mắt có mấy phần cao ngạo mà y thật sự có đủ vốn liếng để cao ngạo côn lâm y chính là một trang tuấn kiệt trong số thế hệ trẻ của thiên hỏa giáo không ai trong số thế hệ cùng lứa có thể bằng y một cô gái mặc váy đỏ xinh đẹp bay đến nhẹ nhàng từ trên cao rơi xuống bên cạnh côn lâm tư thái thước tha ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm côn lâm nhẹ nhàng hỏi, sư huynh, huynh đang suy nghĩ chuyện gì đấy? Nàng tên nhiếp phân thường, được người ta gọi là hỏa phượng hoàng, cũng là đệ tử kiệt xuất trong số các đệ tử thế hệ này, là quan hệ vợ chồng với côn lâm. Hai người đã đính hôn, côn lâm quay sang nhìn nàng ta một cái, mỉm cười, lại tiếp tục quay đầu nhìn về phía kinh thành sáng choang, nghe nói tu vi của mưu hữu đạo vẫn chỉ là chút cơ kỳ, nàng cảm thấy ta và hắn, ai mạnh hơn? Hỏa phượng hoàng cười nói, hạ người vô dụng như vậy, sao có thể so sánh với sư huynh. Tu vi của sư huynh muội chúng ta sắp đột phá đến kim đan kỳ, làm sao hắn có thể so sánh với chúng ta. Côn Lâm nói, vậy muội cảm thấy tiền bối bổn môn có thể thắng được chắc siêu có bao nhiêu người. Hỏa Phượng Hoàng Ngạo Nghễ nói, trong cái gọi là bàng đan đó, sư huynh thấy những người trong môn phái có chỗ cắm rùi ở phiêu miếu các cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Hạng người như chắc siêu sao có thể so sánh, người của thiên hỏa giáo có thể thắng được chắc siêu tất nhiên là vô số kể. Côn Lâm nói, vậy muội cảm thấy nếu ta khiêu chiến Ngưu Hữu Đạo, có khả năng thắng hay không? Hỏa Phượng Hoàng sững sốt, chợt nhắc nhở, sư huynh, huynh đừng làm loạn. Hoàng đế muốn lợi dụng Ngưu Hữu Đạo dọn dẹp trướng khí mù mịt ở kinh thành. Đối với Thiên Hỏa giáo chúng ta cũng có chỗ tốt, quá nhiều người thượng vàng hạ cám, sẽ liên lụy đến tinh lực của Thiên Hỏa giáo chúng ta. Làm hỏng chuyện, mặt mũi hoàng đế thì không tính, làm cho sư phụ không vui mới là không hay. Lâm Côn nói, cái này ta biết Ta chỉ muốn gặp Ngưu Hữu Đạo đã giết chắc siêu một lần. Ta đã đến Phi Bộc Đài nhưng không gặp, hồ thiên kính ngày mai, hy vọng ta không thất vọng nữa. Sư huynh, Hỏa Phượng Hoàng chưa nói xong, Lâm Côn đã đưa tay cắt ngang, ta chỉ đi xem một chút thôi. Sư phụ bảo ta chú ý buổi đấu giá ngày mai, một khi có việc, cũng có thể kịp thời báo tin tức về cho sư môn. Hỏa Phượng Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói, sư huynh, ngày mai hãy đem muội đi cùng. Côn Lâm quay đầu lại, mỉm cười nhìn nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay của nàng hỏa phượng hoàng chậm rãi tựa đầu vào vai y biểu hiện hy vọng còn phải đợi nửa năm nữa côn lâm biết nàng đang nói về hôn sự giữa hai người mà trong đầu của y thỉnh thoảng lại hiện lên tình hình trong hoàng cung hôm nay hoàng đế trở về vừa lúc gặp y hỏi người giết trác siêu có thực lực như thế nào y trả lời y chưa từng gặp khó có thể đánh giá hoàng đế lại hỏi y so với y thì như thế nào y trả lời chưa từng giao thủ qua nên chưa biết hoàng đế hỏi y so với trác siêu như thế nào lúc đó y im lặng y chưa nhìn thấy trác siêu cũng chưa từng giao thủ với trác siêu mặc dù thiên hỏa giáo không để trác siêu vào mắt nhưng cao thủ nhất lưu trên đan bảng cũng không phải trò đùa nhiều ít cũng phải có bản lĩnh thật sự y không dám nói bởi y có thể là đối thủ của trác siêu huống chi tu vi tranh lệch vô cùng rõ ràng thấy y im lặng hoàng đế quay người rời đi nhưng trước khi đi lại cảm thán vài câu nghe nói chắc siêu chính là cao thủ nhất lưu trên đan bảng, nhưng không phải đối thủ của Ngưu Hữu Đạo, chắc hẳn trong giới tu hành thế hệ trẻ, không ai là đối thủ của Ngưu Hữu Đạo. Nếu có thể vì quả nhân mà bán mạng, chẳng phải là chuyện đáng vui sao? Nghe nói Ngưu Hữu Đạo còn rất trẻ, y lại lớn hơn Ngưu Hữu Đạo đến 10 tuổi. Y không biết y và Ngưu Hữu Đạo có được tính là người cùng thế hệ hay không, nhưng hoàng đế lại khiến cho y cảm thấy không thoải mái. Bùi Tam Nương nói người của Đại Khâu Môn sẽ đến đón Ngưu Hữu Đạo, quả nhiên sáng sớm đã đến hơn 10 tu sĩ ghim ngựa ngoài đường, cũng không tiến vào bên trong. Bùi tam nương một mình một ngựa tiến vào con hẻm, sau đó bước vào trạch viện, một lát sau cùng với đám người như hữu đạo bước ra. Khi ra ngoài con hẻm, như hữu đạo chắp tay chào một đám đệ tử đại khâu môn, nhưng không ai để ý đến hắn, chỉ lạnh lùng liếc xéo. chương 447, tôm tép nhãi nhép một sự đón tiếp lạnh lùng như vậy khiến nhiều hữu đạo có chút xấu hổ cũng may nhiều hữu đạo không quá quan tâm chuyện này nếu không thì đúng là sợ mặt thật hắn cũng biết rõ nếu không gặp chuyện như vậy hắn làm gì có tư cách để đại khâu môn đến đón hắn bùi tam nương chỉ con ngựa cho ngưu hữu đạo còn một con cho lệnh hồ thu bà đoán được lệnh hồ thu sẽ đi theo vì người ta là huynh đệ kết bái mà nhưng cũng chỉ chuẩn bị có hai con không có cho hồng tụ hồng phất đi thôi một người đàn ông cưỡi ngựa dẫn đầu nói một câu sau đó thúc ngựa tiến lên các ngươi không cần đi theo ở lại đây đi lệnh hồ thu nói với hồng phất và hồng tụ rồi cùng với Ngưu Hữu đạo lên ngựa. Mọi người đưa mắt nhìn theo, thấy Đại Khâu Môn đích thân xuất hiện hộ tống, không ít tu sĩ không rõ thân phận đầu đường cuối ngõ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong thành nhiều người nên không tiện cưỡi ngựa nhanh, sau khi rời khỏi thành, một nhóm bắt đầu phóng ngựa, chạy về phía bắc của thành, trên đường đi hình như có người theo dõi. Đại nội hoàng cung, trong một cung điện chuyên xử lý chính vụ, Hạo Vân Đồ đang phê duyệt công văn, biểu hiện rất chăm chú ngoài cửa tổng quản đại nội bước nhanh vào sau khi hành lễ thì bước đến bên cạnh bàn nói bên tai hạo vân đồ bệ hạ nô tài vừa mới nhận được tin tức người của đại khâu môn đã đến đón nghiêu hữu đạo xuất phát phía đảo nguyệt lượng côn lâm cũng đã đến hạo vân đồ đưa mắt nhìn ra ngoài cung điện hừ lạnh một tiếng tự cao tự đại quả nhân biết hy nhất định sẽ đi bộ tầm nói bệ hạ lợi dụng người của thiên hỏa giáo có ổn hay không thật ra sau khi thả ra phong thanh nói Ngưu Hữu Đạo vì tự vệ mà tổ chức buổi đấu giá này, mấy môn phái bị lỗ vốn đều muốn tìm Ngưu Hữu Đạo để tính sổ. Hạo Vân Đồ nói, chỉ là một tu sĩ nho nhỏ, đáng để quả nhân gánh tiếng qua sông đoạn cầu sao? Nhưng Ngưu Hữu Đạo này dường như có chút năng lực, có thể không chính diện gây thù thì tận lực đừng làm, có thể không gây mâu thuẫn thì đừng gây. Có ai có thể nói rõ việc sau này chứ? Cho nên, có thể giải quyết được vấn đề trước mắt thì đừng nên kéo về sau. Côn Lâm tâm cao khí ngạo, lúc nào cũng tự cho là đúng, không coi ai ra gì, ngay cả con trai của quả nhân mà cũng dám đánh, hoàn toàn không để quả nhân vào mắt. Y sẽ không nói lại cho sư môn của Y về việc này. Như Hữu đạo cũng nổi tiếng từ lâu, thanh danh của hắn có phải là giả hay không, cứ để côn lâm thử xem, cũng chẳng có gì là không ổn. Dứt lời, ông ta lại tiếp tục cúi xuống xử lý công văn. Vâng, bộ tầm không người lên tiếng, hiểu rõ ý định của hoàng đế bệ hạ. Một người dám đánh hoàng tử, một người dám đùa giỡn công chúa, hoàng đế đang cố ý cho hai người chó cắn chó. Côn lâm thua, không chết cũng sẽ mất hết thể diện. Nghiêu hữu đạo thắng, thiên hỏa giáo sẽ không chịu nổi sự mất mặt, tất nhiên sẽ gây bất lợi cho nghiêu hữu đạo. Cách kinh thành 50 dặm là một hồ nước mênh mông. Phóng mắt nhìn lại, hồ nước giống như một vùng biển rộng lớn vô biên, nhưng lại yên tĩnh hơn biển cả nhiều lắm. Mặt hồ xanh thẳm, chẳng khác nào một tấm gương lớn, trời xanh mây trắng ẩn hiển bên dưới. Đó cũng chính là nguyên nhân hồ có tên là hồ Thiên Kính. Một đám người gìm ngựa lại, sau đó phi thân lên, bay thẳng về phía sâu hồ Thiên Kính. Cho đến khi không còn nhìn thấy dấu hiệu của lục địa, một hòn đảo xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Một đám người rất nhanh hạ xuống đảo, đảo có hình trang khuyết, bóng rừng dày đặc, trên đảo có một trang viện được xây dựng, là một nơi để nghỉ dưỡng rất tốt. Vốn là một vùng đất ít ai lui tới, vô cùng yên tĩnh, nhưng lúc này trên đảo lại kín người, đoán chừng cũng có ít nhất mấy ngàn người tụ tập muôn hình muôn vẻ tất cả đều nhìn chằm chằm đám người ngư hữu đạo bước vào ai nấy cũng đeo mặt nạ hoàn toàn không lộ ra diện mạo thật cũng không nói nhiều người của đại khâu môn trực tiếp dẫn ngư hữu đạo đến một sườn đồi đã có mấy người đang đứng trong một lầu các chờ sẵn có hai người mặc áo choàng màu đen còn có một nam một nữ một người mặc áo đỏ một người mặc váy đỏ chính là côn lâm và hỏa phượng hoàng lệnh hồ thu thấp giọng nói bên tai ngư hữu đạo người mặc áo đen chính là người của huyền binh tông người mặc áo đỏ là người của thiên hỏa phái. Sau khi một nhóm tiến vào trong lầu các, Côn Lâm chợt nhìn Nghiêu Hữu Đạo, sau đó lên tiếng, người chính là Nghiêu Hữu Đạo. Khi nói chuyện, biểu hiện rất có hương vụ cao cao tại thượng. Sư Huynh, Hỏa Phượng Hoàng ở một bên kéo nhẹ tay áo của y, ám chỉ y đừng làm loạn. Chuyện gì, Nghiêu Hữu Đạo dừng bước, quay đầu nhìn y, chính là tại hạ, không biết các hạ là. Côn Lâm ngạo nghễ nói, thiên hỏa giáo, Côn Lâm. À, Nghiêu hữu đạo vội chắp tay cười nói, nghe danh đã lâu, không biết người có gì chỉ giáo. Trên thực tế, hắn chưa từng nghe qua người này, có trời mới biết y là ai. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói và cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng thế gian này có người mạnh hơn người, không muốn tìm chết thì phải thu liếm, khách sáo một chút. Đừng nên mất kiên nhẫn khi lúc nào cũng tức giận, mà hắn lại không phải là người hay đánh cược vận khí. Côn Lâm nói, ta cũng đã nghe danh người từ lâu. Nghiêu hữu đạo đang định khách sáo, y đã nói tiếp có chuyện gì thì lát nữa hãy nói người đi làm chuyện của ngươi đi được Như hữu đạo vui vẻ gật đầu quay sang hỏi bùi tam nương bên cạnh bùi tỷ không biết chủ sự lần này là vị cao nhân nào bùi tam nương chỉ vào người đàn ông dẫn đầu của đại khâu môn đại sư huynh của ta tần dung Như hữu đạo tiến lên xin chỉ thị tần tiền bối tiếp theo nên làm như thế nào lâm côn nhìn thấy vô cùng khinh thường thái độ hèn mọn của ngưu hữu đạo tần dung bình thản đáp đây là chuyện của ngươi người muốn đấu giá như thế nào cũng được chúng ta không quan tâm nhưng ngươi hãy tiến hành nhanh lên chúng ta không có thời gian ở đây với ngươi nghiêu hữu đạo sửng sốt rồi liên tục nói phải hắn quay người nhìn lệnh hồ thu sau đó bước xuống bậc thang ngoài đình trước mặt mọi người rút văn điệp xuất cảnh từ trong tay áo ra bắt đầu phân phát văn điệp cho từng người người của ba phái trong đình nhìn nhau không biết hắn đang làm cái quỷ gì người nhận được văn điệp cũng có chút mơ hồ cũng không biết hắn đang làm gì sau khi phát xong Nghiêu Hiếu Đạo quay trở lại bậc thang, chắp tay nói với mọi người, cao nhân của Đại Khâu Môn có nói, để ta tiến hành nhanh chóng, ta không muốn lãng phí thời gian của mọi người. Đầu tiên, ta xin cảm ơn mọi người đã đến động viên, tiếp theo, đồ đã được phát xong cho mọi người, mời mọi người nghiệm chứng thật giả. Hiện trường có chút sôi nổi hẳn lên, người có được đồ trong tay thì lật qua lật lại, hoặc trâu đầu ghé tai với người bên cạnh. Người có thể nhìn thấy văn điệp suốt cảnh chiến mã thật ra không nhiều, có không ít người không biết rõ thật giả, nhưng chắc hẳn là không giả. Người của ba phái đều ra mặt, nếu muốn làm giả đồ để lừa gạt mọi người là không thể nào. Nghiêu hữu đạo đứng chờ trên bậc thang, không sợ người cầm được đồ chạy trốn. Nếu thật sự có người dám, hắn còn ước gì chuyện này xảy ra. Khi đó sẽ không còn chuyện của hắn nữa. Kết quả khiến cho hắn có chút thất vọng, không ai có gan dám đoạt đồ trước mặt ba phái, ngược lại còn lần lượt đưa trả về. Cầm 10 tờ văn điệp, Nghiêu Hữu Đạo lại bước xuống bậc thang, trước mặt mọi người chia làm ba phần hai phần theo thứ tự là ba tờ một sấp, một phần là bốn tờ một sấp, dùng ba cục đá để chặn lại. Sau khi đứng dậy, hắn lui về bậc thang, chỉ về phía ba món bên dưới, ba tờ, ba tờ, bốn tờ. Nói một cách ngắn gọn, đấu giá bắt đầu từ ba tờ đầu tiên bên trái. Giá là một trăm vạn kim tệ, người nào trả giá cao thì có thể giao tiền rồi cầm đồ rời đi. Già trẻ không phân biệt, lần gọi đầu tiên, giá quy định một trăm vạn kim tệ. Cứ năm vạn thì kêu giá một lần, có người ra giá không? chương 448, tôm tép nhãi nhép hai Đợi cả nửa ngày, không thấy ai lên tiếng, cũng không thấy ai tiến lên. Nghiêu hữu đạo lại hô, không muốn lên tiếng thì giơ tay cũng được. Người giơ tay cũng không có. Nghiêu hữu đạo chú ý một chút, phát hiện có không ít ánh mắt người phía đối diện đang nhìn về phía sau của hắn. Hắn cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người của ba phái đang đứng bên trong đình đằng sau hắn, mặt không biểu hiện gì, hơi dọa người một chút hắn liền hiểu ra, người của ba phái hộ tống hắn đến chính là muốn điều này, muốn người đấu giá cảm thấy có gánh nặng trong lòng. Hạ giá, như hữu đạo hô to, chỉ vào sắp thứ nhất, hét lên, giá quy định một vạn kim tệ. Một vạn kim tệ tăng giá một lần, có ai muốn ra giá hay không? Muốn giơ tay hay không? Đệ tử ba phái phía sau đều im lặng, còn bùi tam nương thì trợn trắng mắt. Lệnh hồ thu hơi run rẩy, phát hiện giá này có chút tàn nhẫn. Từ một trăm vạn hạ xuống một vạn, chỉ vì muốn đồ rời khỏi tay mình, đúng là không từ thủ đoạn. Văn điệp xuất cảnh ba vạn chiến mã chỉ có giá một vạn kim tệ. Đây quả thật mang tiền cho người ta, mọi người nói không động tâm là giả. Không ít người bắt đầu trâu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Có người hướng người nào đó nháy mắt một cái, người kia gật đầu, sau đó giơ tay lên. Nghiêu hữu đạo vui mừng, cũng không hỏi có ai tăng giá hay không, chỉ sợ đối phương đổi ý, lập tức chỉ thẳng, lớn tiếng nói, thành giao sắp đầu tiên đã thuộc về ngươi, ánh mắt mọi người đều nhìn theo hướng ngón tay của hắn. Người bị chỉ cũng nhìn trái nhìn phải, gã ta không nghĩ đến mình giơ tay đã thành dao, nhanh đến mức ngay chính bản thân gã cũng phải giật mình. Nhiều người nhìn như vậy, áp lực rất lớn, Ngưu Hữu Đạo kích động bước xuống bậc thang, cầm vật được đấu giá lên, trực tiếp bước đến, tách đám đông ra, đến trước mặt đối phương, nhét mạnh sắp văn điệp vào tay gã ta, sau đó xẻ tay ra, đưa tiền đi, một vạn kim tệ người kia sướng sờ ngay tại chỗ, không phản bác được. Mặt nghiêu hữu đạo trầm xuống, bằng hữu đổi ý là không được đâu nhé. Ngươi đến phá quán à, hắn rõ ràng muốn mượn ba phái, cáo mượn hoa hùng để dọa người. Lệnh hồ thu đưa tay xoa mặt, có chút chịu không nổi vị huynh đệ kia. Tại sao ông ta lại có cảm giác vị lão đệ này đang ép mua ép bán? Người kia cũng cảm thấy bất đắc dĩ, thấy người trong đình nhìn mình chầm chầm, liền đưa tay vào trong ngực lấy kim phiếu ra. Nghiêu hữu đạo cũng không lề mề, giật phát lấy, lật qua lật lại kiểm tra tờ kim phiếu. Xác nhận không có vấn đề gì, hắn lớn tiếng tuyên bố tiền thanh toán đã xong. Hắn vui vẻ quay người trở lại bậc thang, chỉ vào sấp đấu giá thứ hai, lớn tiếng nói, giá quy định vẫn là một vạn kim tệ, có người nào muốn hay không. Trong đám người, người đầu tiên đã có được món đồ trong tay, nhanh chóng chui ra khỏi đám đông, đồng thời có vài chục người bước theo ra, rõ ràng là bảo vệ cho người kia. Khi đến trước vách đá, bọn họ phi thân lên, Nhảy vào hồ nước rồi biến mất không thấy, không rõ hướng đi là chỗ nào. Nhìn tình hình, đám người này rõ ràng là cùng một bọn, cảm thấy lấy được văn điệp suốt cảnh ba vạn chiến mã đã đủ rồi, sợ rước hỏa vào thân, tranh thủ thời gian đi trước người khác. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn, chờ một hồi, cũng không thấy mặt hồ có bất kỳ điều gì lạ thường, hiển nhiên là đã mang đồ đi thật rồi. Bầu không khí tham gia bán đấu giá đột nhiên thay đổi, trở nên sinh động, có thể nhìn thấy người nháy mắt lẫn nhau. Rất nhanh có người giơ tay nghiêu hữu đạo cao hứng chỉ thẳng đến được ngươi nói còn chưa dứt câu tần dung bên trong đình đột nhiên ngắt lời nghiêu hữu đạo nếu là đấu giá dù sao ngươi cũng phải cho người khác cơ hội cạnh tranh chứ lời nói trước đó xem như mặc kệ chính là nói nghiêu hữu đạo muốn gọi sao thì gọi nhưng theo tình huống trước mắt ông ta không ngăn cản nghiêu hữu đạo không được nghiêu hữu đạo rõ ràng nóng lòng muốn tống khứ đổ đi nhưng đại khâu môn của ông ta thì khác bởi vì tiền đấu giá được sẽ thuộc về ba phái Nghiêu Hữu Đạo không lấy một xu. Nếu Nghiêu Hữu Đạo cứ tiếp tục như vậy, với số tiền đấu giá 10 văn điệp xuất cảnh chiến mã, đừng nói là ba phái, ngay cả phí bọn họ cực khổ chạy đến đây một chuyến cũng không đáng. Mặc dù lần đấu giá này có mục đích khác, nhưng không phải theo kiểu như Nghiêu Hữu Đạo đã làm. Bây giờ ông ta nhìn không nổi nữa, không thể không ôm chán lên tiếng cắt ngang. Côn Lâm đứng trong đình hừ một tiếng, lộ ra thần sắc mỉa mai, nói thầm một câu tôm tép nhãi nhép. Nghiêu Hữu Đạo quay sang nhìn Tần Dung, rồi lại nhìn mọi người, sau đó đổi giọng có ai tăng giá hay không. Một vạn kim tệ một lần, vừa dứt lời, lập tức có người giơ tay, hắn vội hô to, hai vạn kim tệ, có còn ai tăng giá hay không? Ba vạn kim tệ, được, có người ra giá bốn vạn kim tệ, giá tiền một đường lên cao, như hữu đạo có chút hối hận không nên nói một lần tăng giá một vạn. Cũng may khi đến hai trăm vạn kim tệ, không còn ai giơ tay nữa. Cũng không phải nó chỉ đáng giá bấy nhiêu, mà tất cả mọi người đều lo lắng, Ban đầu bỏ ra rất nhiều tiền, về sau có thuận lợi mang đổ đi hay không còn là một vấn đề. Tiếp theo, trước mặt bao người lộ ra tiền tài trên người quá nhiều cũng là một việc nguy hiểm. Nưu Hữu đạo mặc kệ, biểu hiện thành giao, quay sang ngoắc lệnh Hồ Thu, "Nhị ca, huynh hỗ trợ lấy tiền." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lệnh Hồ Thu. Nưu Hữu đạo cố ý bại lộ quan hệ giữa hai người trước mặt mọi người, cũng cố ý lôi lệnh Hồ Thu xuống nước. Cơ hội lộ mặt tốt như vậy, tất nhiên không thể bỏ qua khóe miệng lệnh hồ thu co quắp, cũng không cách nào từ chối, cũng vô pháp phủ nhận quan hệ giữa hai người, đành phải ngoài cười trong không cười bước ra khỏi đình hỗ trợ lấy tiền, kiểm tra số tiền nhận được trước mặt mọi người. Sau khi nhận được tiền, ông ta gật đầu với Nhiêu Hữu Đạo. Nhiêu Hữu Đạo lập tức lớn tiếng lần nữa, một phần cuối cùng, văn điệp xuất cảnh 4 vạn chiến mã, giá quy định 200 vạn, tăng giá 10 vạn kim tệ một lần. Lại một đám người nhanh chóng rời khỏi hiện trường đấu giá. Xem ra là cùng một bọn. Sau khi nhìn thấy đám người này nhảy xuống vách núi rồi biến mất trong hồ, mọi người quay đầu lại, lập tức có người giơ tay. "Được, 200 vạn, còn có ai tăng giá không?" Giá tiền một lần nữa một đường tăng cao, không biết có phải vì đây là sắp cuối cùng hay không, mà giá lên đến 400 vạn mới dừng lại. Nưu Hữu Đạo cũng không nói gì, lập tức nhận tiền trao hàng. Người đấu giá thắng trả tiền rồi mang đồ rời đi, lại một đám người nhảy từ vách núi xuống hồ rồi biến mất. Thấy lệnh hồ thu cầm tiền trở về. Nhiều hiếu đạo lập tức chắp tay với mọi người đằng trước, nói cảm ơn mọi người đã đông viên, đấu giá kết thúc, mọi người cứ tự nhiên. Hiện trường, người thì đi, người thì lưu lại quan sát phản ứng của người trong đình, không biết có ý đồ gì. Nhiều hiếu đạo mặc kệ, cầm một sấp kim phiếu vào trong đình, hai tay dâng cho Tần Dung, Tần Tiền Bối, mời ngài kiểm tra lại. Tần Dung nghiêng đầu ra hiệu một chút, bùi tam nương bên cạnh liền bước lên tiếp nhận sấp kim phiếu, bắt đầu kiểm tra văn điệp xuất cảnh ba vạn chiến mã bán với giá một vạn kim phiếu mà ngươi cũng làm được tần dung hừ một tiếng với nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo tự có lý do cười khổ chắp tay tiền bối ngài cũng thấy tình huống vừa rồi không bán đổ bán tháo để cho người ta nhìn thấy hiệu quả ai mà dám đấu giá chứ tần dung cũng lười rông dài chuyện không liên quan đến ngươi nữa ngươi có thể biến vâng vãn bối xin cáo từ nghiêu hữu đạo lập tức chắp tay chào tạm biệt hắn ước gì đi sớm một chút chuyện về sau hắn chẳng muốn tham dự, tin rằng sau khi người ba phái tìm được người đấu giá chúng, tất sẽ có biện pháp để người khác biết phương hướng mà đuổi theo. chương 449, không dám tìm đường chết. Bùi tam nương tay cầm một sấp kim phiếu liếc mắt nhìn, nhìn thấy như hữu đạo bị quát tới quát lui không có danh dự như vậy, trong lòng không nói rõ được có nên đồng cảm hay không, trong trí nhớ mơ hồ tình cảnh vô tình gặp gỡ ở trên đường đến Đại Tuyết Sơn, người này khi đó vẫn rất tiêu sái, cho dù là bị sở an lâu làm nhục, cũng chưa từng tỏ ra thấp hèn như bây giờ, thật là trước khác nay khác. Nàng ta khi đó quả thực là từng nhận nhân tình của Ngưu Hữu Đạo, si câu dù là có lòng giúp đỡ một tay, tình hình hiện tại, nàng ta cũng không tiện đứng ra nói gì. Lùi một bước mà nói, có thể bảo toàn tính mạng đã coi như là không tệ rồi, cũng không cần phải nói thêm gì nữa, nếu như ngay cả một chút khuất nhục này cũng nhịn không được, có thể sống qua được bây giờ cũng khó mà sống qua được sau này. Ngưu Hữu Đạo chắp tay với đám người trong đình, sau đó quay người liếc mắt ra hiệu với lệnh hồ thu, người phía sau hiểu ý, lập tức theo hắn ra khỏi đình. Hai người vừa đi xuống thang, một người đi ra từ trong đám người vây xem ở phía đối diện, giơ tay gỡ mặt nạ trên mặt xuống, mỉm cười với hai người. Côn lâm thụ ở trong đình đang muốn nói chuyện nhìn thấy một màn này, tạm thời nhịn xuống, ngoảnh mặt làm thinh. Như hiểu đạo và lệnh hồ thu hai mắt nhìn nhau, người lộ diện không phải ai khác, chính là phong ân thái. Người này không phải đi rồi hay sao? tại sao trở về rồi? Trong lúc hai người nhìn nhau cơ hồ tâm tình vô ý thức cùng lúc trầm xuống, nói cái gì mà tình nghĩa huynh đệ, hai người không tin lắm, hai người hoài nghi người này vẫn không hề từ bỏ những những công văn suốt cảnh kia, muốn đổi một cách thức khác để chiếm lấy. Như hữu đạo càng có thể hiểu được tâm tình của người này, bị thiên ngọc môn phái đến làm việc, không lập nên thành tích không nói, ngược lại gây ra phiền phức, e là vội vã lấy công chuộc tội. Hắn thật đúng là không đoán sai, ngay từ đầu tân bốc, người lấy một vạn kim tệ mua lấy công văn xuất cảnh ba vạn chiến mã chính là đệ tử của Thiên Ngọc Môn, kiếm bộn rồi. Kỳ thực phong ân thái cũng không ngờ đến một vạn kim tệ có thể mua lại, bởi vì như hữu đạo chủ trương đấu giá, biết được như hữu đạo là muốn nhờ vào đó thoát khỏi nguy hiểm, gã tốt xấu gì cũng là đại ca kết bái, nghĩ lại, quay đầu thấy như hữu đạo cũng dễ nói chuyện, liền giúp trận đấu giá của như hữu đạo sôi nổi lên, để cho đệ tử trong môn giơ tay lên hưởng ứng trước tiên. Tuyệt đối không ngờ đến, như hiếu đạo ngay cả cơ hội hết giá của những người khác cũng không cho liền trực tiếp ép bán rồi buộc đệ tử thiên ngọc môn ép mua chuyện này là sao bây giờ lộ diện cũng là lo lắng đợi chút nữa hai người họ lẩn trốn xuống nước chạy trốn rồi khó tìm gã phải hỏi rõ cuộc đấu giá này là sao để có thể đưa ra quyết định huống hồ chi ngay cả lệnh hồ thu cũng có thể cuốn vào cũng cho rằng không có chuyện gì hai người nhanh chóng nghênh đón như hiếu đạo trầm giọng nói đại ca sao ngươi lại đến đây rồi để nói sau Phong ân thái nghiêng đầu tỏ ý một chút chào hỏi hai người rồi liền muốn rời khỏi hai người cố nghi ngờ cũng không tiện ở đây hỏi cũng đang muốn đi theo gã ai ngờ đến trong đình lại truyền đến thanh âm nhàn nhạt của một người như hữu đạo như hữu đạo ngừng bước quay người nhìn về phía côn lâm thụ côn huynh có gì dặn dò Sư huynh hỏa phượng hoàng kéo tay áo của côn lâm thụ vẫn như cũ ra hiệu hắn ta đừng làm loạn côn lâm thụ nhẹ nhàng vỗ vỗ mở u bàn tay của nàng nói khẽ, việc hắn nên làm hắn đã làm xong rồi, chuyện của hắn không phải là đã qua rồi sao? Ngụ ý là, trước đây hắn ta không can dự gì, chính là không muốn làm hỏng việc, bây giờ đối với hoàng đế và tam phái mà nói, như hữu đạo đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa rồi. Nói xong thuận tay đẩy tay của hỏa phượng hoàng ra, hỏa phượng hoàng muốn nói lại thôi, nàng lo lắng côn lâm thụ xảy ra chuyện, tuy nói thiên hỏa giáo sẽ không đem chắc siêu để vào mắt, nhưng chắc siêu dù sao cũng là cao thủ hạng nhất trên đan bảng, sư huynh chưa chắc đã là đối thủ của trác siêu mà nghiêu hữu đạo thế nhưng có thể giết siêu trác trước khi giết siêu trác đã rất có tiếng dưới cái thanh danh vang dội cũng không phải ai ai cũng là hạnh người lừa đời lấy tiếng e là không có đơn giản như vậy nàng cho rằng giờ đây nghiêu hữu đạo thấp hèn rất có khả năng là do tình thế trước mắt bức bách không dám tìm đường chết nhưng mà khi ở ngay trước mặt mọi người nàng ta cũng không tiện tranh luận gì với sư huynh hai người nếu như chỉ là quan hệ sư huynh muội trái lại còn dễ nói nhưng hai người sau này sẽ trở thành phu thê, trước mắt bao người làm nam nhân mất mặt, phu vi thê cương, sau này khiến người khác nhìn như thế nào. Phu vi thê cương, nằm ở nghĩa gốc trong tam cương ngũ thường của nho giáo, quân vi thần cương, phu vi thê cương, phu vi tử cương. Ý nghĩa là người trên quân, phu, phu phải chăm sóc, bảo vệ, bao dung người dưới thần, thê, tử còn người dưới phải kính nhường, yêu thương, phục tùng và biết ơn người trên. Côn lâm thụ dạo bước tới trước bậc thang, ở trên cao nhìn xuống như hữu đạo, hỏi, nghe nói ngươi đã giết siêu trác. Người ở trong đình, người ở ngoài đình, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía hắn. Một cơn gió thổi đến, côn lâm thụ một thân hồng bào tay áo phiêu phiêu, thêm vào tướng mạo ngọc thụ lâm phong, lộ ra khá là khí phách. Khí phách này khiến cho không ít người ngoài đình thầm khen, không hổ là con cháu của thế gia vọng tộc. Chẳng lẽ người này là thân bằng hảo hữu của Trác siêu? như hữu đạo sửng sốt một chút, theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng mà đây là kết luận đổi mới đan bảng băng tuyết các, hắn không tiện ở trước mặt mọi người nói băng tuyết các là đang làm loạn, chỉ có thể khéo léo nói ta làm sao có thể giết Trác siêu, thực tế là ngay từ đầu Trác siêu không biết đã bị người nào đánh cho trọng thương, để cho ta nhặt được tiện nghi mà thôi. Lệnh hồ thu nghe vậy nhìn như hữu đạo, người này hình như không có nói như vậy với mình. Côn lâm thủ thầm nghĩ thì ra là vậy, đã nói rồi, người này làm sao có thể giết chết Trác siêu. Ngoài mặt lại lạnh nhạt nói, khiêm tốn rồi, dưới sự bao vây trùng điệp giết sứ giả nước Yến chẳng lẽ cũng là nhặt được tiện nghi hay sao? Nhiều hiểu đạo không hiểu rõ người này rốt cuộc là có ý gì, đáp quân huynh anh minh, thật đúng là chiếm được tiện nghi, thật ra thì, sứ giả nước Yến nhìn như là do ta giết, kỳ thực là chết ở trong tay sứ giả nước khác, có một số sứ giả của một số nước có khả năng có chút tranh chấp với sứ giả nước Yến, cố ý ngăn chặn pháp sư tùy tùng của sứ giả nước Yến, mới để cho ta nhặt được tiện nghi này. Lời hắn nói cũng là sự thật, không có được sự tương trợ của người khác, tình huống lúc đó hắn căn bản giết không nổi Tống Long. Mà nghe hắn vừa nói như thế, không chỉ là côn lâm thụ, kể cả những người khác ngẫm nghĩ cũng cảm thấy có khả năng, tranh chấp lẫn nhau giữa sứ giả các nước với nhau, hãm hại gài bẫy lẫn nhau gì đó quá bình thường rồi, sứ giả các nước thân ở kinh thành nước tề không phải là như vậy hay sao? Nhưng mà côn thụ lâm lại không nói như vậy, hắn ta hôm nay đến, là quyết định chủ ý muốn để tề hoàng hiểu rõ chút gì đó, nhiều hiểu đạo, quá khiêm tốn nhưng chỉ là dối trá. Nưu Hữu Đạo vội nói, không phải khiêm tốn, thực sự là không có bản lĩnh đó. Côn Lâm Thụ, là khiêm tốn hay là dối trá, sao tài xem hư thực, nghe nói tu vi ngươi là trúc cơ kỳ, ta cũng là tu vi trúc cơ kỳ, ngươi có bằng lòng tiếp nhận thách đấu của ta? Đám người kinh ngạc, bao gồm cả nghiêu Hữu Đạo trong đó, đều không ngờ đến sẽ xuất hiện chuyện này. Người của Đại Khâu môn và người của Huyền binh tông hai mặt nhìn nhau, không biết Côn Lâm Thụ làm cái trò quỷ gì đường đường danh môn môn đại phái ở trước mặt mọi người làm như vậy mà nói, có phải là có hiểm nghi ỉ thế hiếp người hay không? chương 450, chỉ có thể thua, không thể thắng. Lại nói, người cho dù là đánh thắng nhiều hữu đạo thì có lợi ích gì chứ, dưới con mắt của người ngoài, đệ tử của thiên hỏa giáo đánh thắng nhiều hữu đạo không phải là chuyện không nên sao, huống hồ chi là làm chuyện phí sức không có kết quả tốt kia. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, côn lâm thụ là người của thiên hỏa giáo, cũng không đến lượt người của hai phái bọn họ quản. Bối tam nương âm thầm kêu thảm thay như hữu đạo, côn lâm thụ là người như thế nào nàng quá rõ rồi, nhân tài kiệt xuất trong lứa đệ tử này của thiên hỏa gia ó, tâm cao khí ngạo, kia là người dám động thủ giáo huấn hoàng tử, người này nếu như mở lời rồi, e là không cho phép như hữu đạo cự tuyệt, cự tuyệt vị này xem ra chính là tiêu hủy mặt mũi của hắn. Nàng vừa rồi còn cho là nghiêu hữu đạo tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tránh thoát được một kiếp, không ngờ đến lại xảy ra chuyện này. Nàng ta và nghiêu hữu đạo ít nhiều gì cũng có giao tình, cho nên trong lòng ngược lại có một ít tâm nguyện nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo, để cho Ngưu Hữu Đạo ứng chiến, đối đầu với người này không ứng chiến là không được sau đó thống khoái mà thua trận, bằng không làm mất mặt mũi của Thiên Hỏa giáo, Thiên Hỏa giáo cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, tất nhiên là phải giết hắn để cứu vãn thể diện. Nhưng mà nàng lại không tiện ở trước mặt mọi người nhắc nhở, thêm vào đó Ngưu Hữu Đạo lại đang đối mặt với Côn Lâm Thụ, cũng không nhìn nàng ta, nàng ta ngay cả cơ hội đưa mắt ra hiệu cũng không có. Ngưu Hữu Đạo đối mắt với Côn Thụ Lâm, trong nháy mắt ánh mắt có thần sắc sắc bén lóe qua, chẳng qua lại nhanh chóng chỉ hoãn, chắp tay nói, không dám, không dám, tại hạ há lại là đối thủ của côn huynh. Côn lâm thụ, đừng có mà mở miệng ngậm miệng nói, côn huynh, gì đó, nếu mà không dám ứng chiến, ngươi là cái thá gì, có tư cách gì xưng huynh gọi đệ với ta, một câu nói, tiếp nhận thách đấu của ta hay không. Lời này là làm cho nhục nhã một cách trần trụi, như hữu đạo không hề bị lay động, chắp tay nói, tại hạ thật sự không phải là đối thủ của côn tiên sinh, Tại Hạ nguyện ở trước mặt tất cả mọi người nhận thua. Nói rồi quay người, đối mặt với đám người lớn tiếng nói, tại Hạ Ngưu Hữu Đạo, thừa nhận thực lực không bằng Thiên Hỏa giáo Côn Lâm Thụ Côn Tiên Sinh, ở trước mặt mọi người đây nhận thua. Nói rồi lại quay người, chắp tay khom lưng với Côn Lâm Thụ, thoải mái tiếp nhận dáng vẻ nhận thua. Hiện trường không biết có bao nhiêu người âm thầm khóc thút thít, cũng có thể lý giải được hành vi bảo vệ tính mạng của Ngưu Hữu Đạo. Nói đi cũng phải nói lại, thừa nhận không bằng người của Thiên Hỏa giáo, dưới cách nhìn của mọi người, cũng không tính là việc quá mất mặt. Côn lâm thụ lạnh nhạt nói, là thật tâm nhận thua sao? Như hiểu đạo lần nữa khom lưng, đích thực xuất phát từ đáy lòng, thành tâm nhận thua. Côn lâm thụ, lòng người khó dò, ngoài miệng nói thật tâm cũng vô dụng, lấy chút thành ý ra đi. Như vậy, người tự mình chặt đứt một cánh tay, ta coi như là người thật tâm. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của không ít người biến đổi, đám người tần dung của đại khâu môn và người của huyền binh tông nhìn nhau, đều cảm thấy côn lâm thụ hôm nay làm có chút quá đáng rồi, như hữu đạo người ta cũng đã như vậy rồi, người lại hùng hổ hăm dọa như thế, khó tránh khỏi có chút hiếp người quá đáng, thiên hỏa giáo tốt xấu gì cũng là môn phái trên hình thức, làm sao đến mức như vậy. Bên này đã mơ hồ có chút hoài nghi, côn lâm thụ có phải là có thù hận gút mắc gì đó không để cho người khác biết hay không? Sư huynh, nếu người ta đã nhận thua rồi, thì thôi đi. Hỏa phượng hoàng tiến lên trên, khẽ khuyên côn lâm thụ một câu, Côn lâm thụ đột nhiên quay đầu nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là hỏa phượng hoàng thư phục, răng ngà hơi cắn cắn môi, lui xuống. Tâm tình nàng có chút phức tạp, trước đây khi hai người vẫn chưa đính hôn, nàng thấy không vừa mắt vẫn có thể vì tiện chỉ trích sư huynh, sư huynh cũng có thể vui vẻ nhận, chưa từng dùng ánh mắt như thế nhìn mình. Thân hình nghiêu hiểu đạo khom lưng có chút cứng đầu, chậm chậm thẳng lưng lại, ánh mắt pha chạm cùng lúc với ánh mắt côn thụ lâm chiếu tới, trầm mặc một hồi. Chầm chậm nói, thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ, không dám tùy tiện chịu tổn hại, càng huống hồ chi là một cánh tay, vẫn mong côn tiên sinh dơ cao đánh khẽ tha cho ta một mạng. Côn lâm thủ cứng rắn một câu, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có chặt hay là không? Ánh mắt hai người rằng co, mặt nghiêu hiểu đạo trầm trầm nở nụ cười, nói, xem ra hôm nay ta không ứng chiến không được rồi. Lão đệ, lệnh hồ thu và phong ân thái dường như đồng thanh, có ý ngăn cản. Nghiêu hiểu đạo đột nhiên giơ tay chặn đứng ời nói của hai người, chẳng qua chỉ là giao đấu, lại không phải là lấy mạng để cược, côn tiên sinh, người nói xem có phải hay không. Côn lâm thụ mỉm cười, xài bước chậm rãi đi xuống bậc thang, chỉ về phía lệnh hồ thu và phong ân thái, nếu như không muốn tỉ thí nhiều người, thì mau tránh ra. Sắc mặt phong ân thái có chút khó coi, hối hận không nên xuất hiện vào lúc này, trong lòng gã hiểu rõ, côn lâm thụ nếu như xảy ra chuyện gì, gây tổn hại đến thể diện của thiên hỏa giáo, thiên hỏa giáo sẽ không để cho trò cười này tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ làm cho trò cười này kết thúc nhanh chóng, thử hỏi làm sao có thể bỏ qua cho Ngưu Hữu Đạo. Cùng là người trong môn phái, do đồng cảm, cho nên có một số đạo lý gã vẫn hiểu. Gã không nhịn được nhìn sang lệnh hồ thu ở bên cạnh, nếu như không phải gặp vị này ở đây, gã đã không lộ diện, bởi vì gã cũng không tin lệnh hồ thu vì nhớ tới tình cảm huynh đệ với Ngưu Hữu Đạo mà cùng đi đến đây, có lẽ là cho rằng sẽ không có chuyện gì nên mới đến đây. Sắc mặt của lệnh hồ thu cũng khó coi, hắn ta quả thực là cho rằng sẽ không có chuyện gì mới cùng nhau đến bằng không chắc chắn núp xa xa ai ngờ dến sẽ xảy ra chuyện này cũng không biết là côn lâm thụ này rốt cuộc đã uống lộn thuốc gì nữa côn lâm thụ đã dám thách đấu hai người cảm thấy hắn ta nhất định đã nắm chắc cảm thấy khả năng như hữu đạo thua là rất cao nhưng mà rốt cuộc như hữu đạo làm sao giết được trác siêu cũng không ai biết rõ việc này làm cho trong lòng hai người không chắc chắn như hữu đạo thấp kém vừa nãy là không sai nhưng ra hỏa này ai biết rõ được khi còn là đệ tử Thượng Thanh Tông đã dám giết cháu trai của Tống Cửu Minh, tiếp sau lại giết sứ giả nước Yến, gia hỏa này nổi cơn giận, rất khó cam đoan sẽ không làm ra chuyện gì mất lý trí hay không. Một khi Côn Lâm Thụ xảy ra chuyện, mối quan hệ của hai người trong mắt mọi người thân thiết như thế, rất khó đảm bảo thiên hỏa giáo sẽ không giận cá chém thới sang bọn họ. Bị Côn Lâm Thụ cưỡng chế tránh ra, lệnh hồ thu đi ngang qua người như hữu đạo, nhanh chóng thấp giọng nói bên tai một câu, chỉ có thể thua, không thể thắng. Lão đệ, chỉ có thể thua, không thể thắng. Phong ân thái cũng dặn dò một tiếng y chang, kia người ân cần chỉ bảo, như hữu đạo không có bất kỳ phản ứng nào, có nghe theo lời nói của bọn họ hay không cũng không biết được. Hai người lui ra, người vây xem bên vách núi cũng lui ra rồi, nhưng lại không gian, việc không liên quan đến mình, đều mang theo ý muốn xem náo nhiệt. Bầu trời lúc này, mây đen kéo tới che cản ánh mặt trời, nháy mắt làm cho ánh sáng trở nên tối đi không ít, dường như báo hiệu cho một trận dị biến. Côn Lâm Thụ dừng bước ở trước mặt Nghiêu Hữu Đạo, hỏi chuẩn bị xong chưa? Nghiêu Hữu Đạo hỏi, Côn Tiên Sinh muốn tỉ thí như thế nào? Côn Lâm Thụ, tay không đánh một trận, Nghiêu Hữu Đạo khẽ vuốt cằm, liếc hắn ta trên dưới một lượt, Côn Tiên Sinh không dùng vũ khí sao? Côn Lâm Thụ, đệ tử thiên hỏa giáo trước giờ không dùng vũ khí, người chính là vũ khí tốt nhất. mươi 451, chỉ có thể thua, không thể thắng hai. Nghiêu Hữu Đạo nhấc tay bên hông, tháo bội kiếm xuống, tiện tay ném sang một bên, lệnh hồ thu bên đó giơ tay lên tiếp lấy như hữu đạo chậm rãi lùi về sau cách xa côn lâm thụ một đoạn duy trì một ít không gian xung động nơi để dừng bước hai người bốn mắt nhìn nhau trong lúc rằng co tinh thần côn lâm thụ dần dần ngưng trọng đối phương vậy mà dám ứng chiến hắn ta cũng không dám khinh thường có thể trở thành nhân tài kiệt xuất trong lứa đệ tử này của thiên hỏa giáo đương nhiên có chỗ hơn người của nó hắn ta tuy rằng kiêu ngạo coi thường đối phương thì coi thường đối phương nhưng từ trước tới nay khi đối diện với bất kỳ đối thủ nào cũng không dám khinh địch, tất nhiên đều là sốc lên trăm phần trăm tinh thần để đối mặt. Khinh người như thế, ta ngược lại muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì. Nghiêu hữu đạo trượt gầm thét một tiếng, thân hình đột nhiên động một cái, xuất thủ trước, một quyền đánh về phía côn lâm thụ. Côn lâm thụ cũng đột nhiên một trường xuất chiêu, quyền trưởng va chạm, ầm một tiếng vang dội chỉ thấy chỉ thấy trên người nghiêu hữu đạo kéo theo một trận cuồng phong, người như diều đứt dây bay ra ngoài. Người vây xem cũng sợ hãi không ít, không ngờ đến một trường của côn lâm thụ lại mạnh đến như vậy, chỉ một trường liền dễ dàng đánh bay như hữu đạo, từ trận gió sụp đổ trên người như hữu đạo liền có thể thấy được. Mọi người thật sự không ngờ đến tranh lệch thực lực của hai người lại cách xa nhau đến như vậy, khó trách côn lâm thụ lại tự tin thách đấu đến như vậy, thiên hỏa giáo này quả nhiên là danh bất hư truyền. Đam người tần dung xem trận đấu ở trong đỉnh ít nhiều cũng giật mình, thực lực của côn lâm thụ có chút vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Đến cả hỏa phượng hoàng cũng kinh sợ, không ngờ đến sư huynh lại che giấu thực lực cường hãn đến như vậy, bản thân cư nhiên không biết. Như hữu đạo phụt một tiếng, rơi xuống đất, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu, một tay chống đất, một tay ôm lấy ngực, máu tươi nơi khóe miệng nhỏ tí tách. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chỉ một chiêu, như hữu đạo liền thua, xem ra nếu nói giết chắc siêu cũng thật là có vấn đề. Lão đệ, lão tam, lệnh hồ thu và phong ân thái lách mình lên trước, hai bên nâng cánh tay đỡ như hữu đạo dậy, đều lắng hỏi thăm thế nào. Ngoài mặt quan tâm, nhưng trong lòng hai người lại thở phào một hơi, thua là tốt, thua rồi thì tốt. Phi, Ngưu Hữu Đạo nhổ ra một búng máu bọt, thở hổn hển, nói với Côn Lâm Thụ ở phía đối diện, Côn Tiên sinh thực lực phi phàm, như mỗ tài không bằng người, thua tâm phục khẩu phục, xin hãy giơ cao đánh khẽm tha cho ta một mạng. Trong lúc Côn Lâm Thụ còn đang sửng sốt giơ một cánh tay vẫn chưa buông xuống, nghe thấy lời này, tỉnh táo lại, gương mặt căng cứng, trong mắt ẩn chứa lửa giận tỏa ra, ban nãy lúc quyền trưởng va chạm, hắn ta cứng trọi với cứng là muốn cân nhắc một chút căn cơ của Ngưu Hữu Đạo như thế nào, nhưng mà vừa giao thủ, hắn cơ hồ bị dọa giật mình, phát hiện một trưởng của mình đánh chúng đối phương, vậy mà lại giống như chúng ruột bông rách, trưởng lực của mình đánh trên người Ngưu Hữu Đạo vậy mà lại giống như đá chìm đáy biển. Trong đầu hắn ta khi đó liền lóe qua một ý nghĩ, gặp phải cao thủ rồi. Hắn ta đã chuẩn bị toàn lực phản kích, ai ngờ được đối phương căn bản không cho hắn ta cơ hội phản kích, vị cao thủ này vậy mà bị một kích của hắn ta đánh bay rồi. Tình huống gì vậy, trường lực mà mình đánh ra căn bản không có tí lực nào, làm sao có thể đánh bay đối phương được. Còn làm cho đối phương thổ huyết, tình huống quỷ dị như vậy, hắn ta cũng là lần đầu gặp phải, nhất thời có chút chưa hoàn hồn lại, đợi đến khi Nghiêu Hữu Đạo gọn gàng nhanh chóng nhận thua, hắn ta bỗng nhiên hiểu ra. Đối phương không phải bị hắn ta đánh ngã, rõ ràng là đang thừa nước đục thả câu, đang cố ý thua hắn ta. Người tâm cao khí ngạo, tự nhiên có nguyên nhân để tự kiêu, bắt đầu từ ngày đầu tiên bước vào thiên hỏa giáo, bất luận là tỉ thí kiểu dìm hắn ta cũng đều thắng một cách đường đường chính chính, từ lúc nào cần phải lợi dụng giống như kẻ trộm như vậy. Đối với hắn ta mà nói, điều đáng hận nhất là, ngay từ đầu Ngưu Hữu Đạo còn hét một câu gì mà khinh người như thế, ta trái lại muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì. Sau đó bộ dáng muốn liều mạng, kết quả bị một trưởng của hắn ta đánh bay, sau cùng còn thêm việc ngã xuống đất thổ huyết. Hắn ta rất muốn hỏi Ngưu Hữu Đạo, Ngươi làm tu sĩ gì vậy, sao không đi diễn kịch luôn đi? Điều này đối với hắn ta mà nói, quả thực là xem hắn ta như kẻ ngốc mà đùa giỡn, thực sự là nhục nhã vô cùng. Nếu như hiện trường có người nhìn thấu mánh khóe, nếu như ngày nào đó chân tướng sự việc truyền ra rồi, nếu như bây giờ mình coi như thắng rồi, sau này chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Côn lâm thuộc tức đến run lẩy bẩy, tay chỉ như hữu đạo, người quả nhiên là cao thủ, cao thủ diễn kịch, đem thực lực thực sự của ngươi ra, bằng không hôm nay ngươi đừng hỏng sống sót mà rời khỏi. Mọi người giật mình, lời này là có ý gì? như hữu đạo được đỡ, còn đang ở đó lau máu tươi nơi khóe miệng sửng sốt, chậm chậm ngẩng đầu nhìn đối phương. Không sai, hắn cố ý thua, hắn cũng không ngốc, cũng không cần lệnh hồ thu và phong ân thái nhắc nhở biết không thể thắng, chỉ có thể thua, bằng không nếu bị thiên hỏa giáo gây khó dễ, hậu hoạn vô cùng. Thế là hắn một chiêu liền bại, một chiêu là đánh bay rồi, còn tự mình thi pháp ép bản thân thổ ra huyết nói chung chính là muốn ở trước mặt mọi người chứng minh bản thân quả thực tài không bằng người muốn cho côn lâm thụ thể diện người muốn thể diện ta cho ngươi người muốn dẫm lên ta để nuôi danh ta cũng nhường cho ngươi vừa rồi giao thủ một chiêu kia hắn cũng là có ý để cho côn lâm thụ biết mức độ để cho côn lâm thụ biết ngươi không thể dễ dàng đánh bại ta đến thế để côn lâm thụ biết là đang cho hắn ta thể diện bản thân cũng nhận thua rồi nếu côn lâm thụ thông minh thì có lẽ nên biết tốt xấu thì nên tha cho hắn một lần ai ngờ đến Côn lâm thụ vậy mà lại không thức thời, cư nhiên tự mình vạch trần. Mấu chốt ở chỗ nghiêu hiếu đạo không hiểu côn lâm thụ tí nào, nếu như biết thái độ làm người của côn lâm thụ, nhất định sẽ không làm ra việc khiến người khác nổi giận. Bị côn lâm thụ làm thành như vậy, trò vui này dường như có chút không thể tiếp tục nữa rồi. Mọi người vẫn còn đang mờ mịt không hiểu, lệnh hồ thu và phong ân thái cũng đang một trái một phải mang theo nghi ngờ trên mặt dò xét nghiêu hiếu đạo. Côn lâm thụ ngay lúc này lại chậm chậm giang hai cánh tay, không khí dao động, nhiệt độ ở vùng lân cận đột nhiên tăng cao chỉ thấy hắn ta mở ra song trưởng của hai tay đột nhiên hướng lên trời lòng bàn tay trong nháy mắt bốc lên hai đám lửa hai tay hơi run dày hai đám lửa bốc cháy nháy mắt nuốt lấy cả người giống như thiên thần đứng ở trong ngọn lửa thiêu cháy hừng hực tình cảnh này rất là kỳ lạ là thần hay là tiên đủ để được chúng sinh quỳ lạy đồng tử nghiêu hiếu đạo trợt co lại mở mang một màn thần kỳ trong vạn thiên đại pháp lăng không ngự hỏa vừa nhấc cánh tay bị ngọn lửa thiêu đốt chỉ về phía lệnh hồ thu và phong ân thái, vẫn nộ quát, không có chuyện của các ngư ầm không muốn chết thì cút sang một bên cho ta. Nghe hắn ta nói không có chuyện của bọn họ, có câu nói này là đủ rồi, lệnh hồ thu và phong ân thái nhìn nhau, đều chậm chậm buông cánh tay như hữu đạo ra, sau đó nhanh chóng lui ra. Bây giờ cho dù là ai cũng đều nhìn thấy, côn lâm thụ dường như thật sự tức giận rồi. Côn lâm thụ ở trong ngọn lửa lại chỉ về phía nghiêu hữu đạo, tức giận nói, ta nói lại lần nữa, không đem thực lực thực sự của ngươi ra, hôm nay ngươi đừng hòng có thể sống sót mà rời khỏi đây. Như hữu đạo trầm giọng nói, côn tiên sinh, ta đã thua, cũng đã thừa nhận tài không bằng người, đã nhận thua, vì sao còn muốn dồn ép không tha. chương 452, sinh tử do mệnh, còn dám mạnh miệng, muốn chết, côn lâm thủ thẹn quá hóa giận, gầm thét một tiếng, ta xem ngươi có thể giấu đến khi nào. Hai tay vung lên, hai con hỏa long thành hình, thủ thế chờ đợi, muốn tức giận đánh về phía Ngưu hữu đạo. Khoan đã, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên mở rộng bàn tay quát bảo ngưng lại, nếu như người thật sự muốn đánh, thì trước tiên hãy nói rõ, không vạch ra quy định, ta chỉ có thể nhận thua. Thế tấn công của Hỏa Long tạm hoán, bắt đầu giống như du long lượn vòng quanh người Côn Lâm Thụ, nhiệt độ không ngừng khuếch trương bốn phía. Côn Lâm Thụ đứng ở trong lửa, lạnh lùng nói, có lời thì mau nói, có rắm thì mau thả, đừng có mà trì hoãn. Cái đầu cho thể diện mà không muốn, ngươi cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Ngưu Hữu Đạo chợt giận tím mặt, thanh âm cực lớn, âm vang mạnh mẽ, một tiếng gầm thét giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều chấn động trong lòng. Hắn đột nhiên bạo phát như vậy, nháy mắt khiến cho bầu không khí ở hiện trường biến đổi. Mọi người lại nhìn dáng vẻ nổi giận phừng phừng của hắn, với dáng vẻ thấp hèn lúc trước quả thực là như hai người khác nhau. Mọi người oi lúc này mới thực sự ý thức được, người này ban nãy hình như thực sự là cố ý thua cho Côn Lâm Thụ, diễn còn rất giống, vậy mà không nhận ra không ít người âm thầm phấn khở, xem ra thật sự có cảnh tượng náo nhiệt lớn để xem rồi. Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái lại âm thầm hãi hùng khiếp vía, từng người một âm thầm hô, lão đệ, người ngàn vạn lần không thể làm cản a. À. Tiếng lòng hỏa phượng hoàng trở nên căng thẳng, nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo. Đám người tần dung ở trong đình hai mặt nhìn nhau, Ngưu Hữu Đạo trước đó giả bộ thua trận. Mọi người không ngốc, suy xét một chút liền hiểu rõ, Ngưu Hữu Đạo muốn giả thua để rời đi, không muốn rước phiền phức, đây là bị côn lâm thụ dây dưa không còn cách nào khác rồi ở trước mặt mọi người bị nhục mạ hỏa thế trên người côn lâm thụ tăng vọt nghiêu hữu đạo vẫn chưa bỏ qua bởi vì hiện tại hắn nhìn ra vẻ kiêu ngạo của tên côn lâm thụ này tức giận giơ tay chỉ ta nhịn ngươi nhường ngươi là bởi vì ta kính trọng thiên hỏa giáo không muốn khinh nhờn thiên hỏa giáo ta cũng tự biết không thể trêu vào thiên hỏa giáo mới nhượng bộ ngươi một lần lại một lần nhưng lại không ngờ đến thiên hỏa giáo lại có loại người không biết tốt xấu như ngươi Ngươi muốn đánh phải không nếu như ngươi dựa vào thiên hỏa giáo ỷ thế hiếp người ta cam chịu nhận thua nếu như ngươi lấy thân phận cá nhân của ngươi để thách đấu ta sẵn sàng phụng bồi côn lâm thuộc tức giận đáp không liên quan đến chuyện của thiên hỏa giáo là lấy thân phận cá nhân của ta nghiêu hữu đạo gầm thét dựa vào cái gì để chứng minh dựa vào đâu để cam đoan rằng người thua rồi thiên hỏa giáo sẽ không tìm ta gây phiền phức ngươi ngoài miệng nói là cá nhân ngươi thách đấu với ta trên thực tế sau lưng lại có cả Thiên Hỏa giáo đứng đó tạo áp lực cho ta, ngươi thua rồi đồng môn của ngươi liên tục xuất hiện không dứt, đây coi là thách đấu cá nhân cái gì chứ? Đâu có thể nói là công bằng, ta nhận thua để ngươi thắng còn không đủ hay sao? Biết rõ ta không dám đắc tội Thiên Hỏa giáo, còn nói cái gì mà đánh một trận tay không, còn bảo ta lấy thực lực thực sự ra, cố làm ra vẻ như thế, gặp qua vô sỉ, nhưng chưa gặp qua kẻ nào vô sỉ như ngươi, ngươi để người trong thiên hạ phân xử thử, có đạo lý nào như thế hay không? Những lời này câu nào câu nấy đều tạo thành vết thương trong lòng, Côn Lâm thuộc tức đến lạnh run, nhưng người ta nói có lý, càng làm cho hắn không lời nào để phản bác. Dưới cơn giận dữ, Côn Lâm thụ vùng cánh tay lên, ngọn lửa trên người nháy mắt biến mất, bỗng nhiên quay đầu, ở đây đều có thể làm chứng, kính xin đệ tử Đại Khâu Môn và Huyền Binh Tông cùng nhau làm chứng, đây là thách đấu cá nhân của ta và Ngưu Hữu Đạo, thắng bại không liên quan đến Thiên Hỏa giáo. Lại quay đầu chỉ về phía Ngưu Hữu Đạo, lần này ngươi hài lòng rồi chứ? Nghiêu Hữu đạo hỏi, đệ tử Đại Khâu môn và Huyền binh tông có nguyện đại diện cho hai phái đứng ra bảo đảm. Đệ tử hai phía ở trong đình ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng đều đang lẩm bẩm, chúng ta đảm bảo như vậy có thích hợp hay không? Còn đại diện cho hai phái, ngộ nhớ Côn Lâm thụ xảy ra chuyện, Thiên Hỏa giáo vì ngươi ra mặt, chẳng phải là khiến cho những người làm chứng cho hai bên là người có lỗi. Thậm chí có người còn nghĩ trong lòng, trực tiếp làm thịt Nghiêu Hữu đạo chẳng phải xong rồi sao? Hà tất phải dài dòng như vậy? còn kéo cả bọn họ xuống nước, vẻ quái đản của tên côn lâm thụ này thực sự khiến người khác không thể chịu được. Hỏa phượng hoàng vẻ mặt khó xử nói, sư huynh, người tha cho hắn một lần đi. Tần Dung nhéo nhéo chán, côn lâm thụ, quên đi thôi, hà tất phải tính toán với loại người như vậy. Hai người nói ra lời này, khiến cho người khác có cảm giác tựa như cũng không coi trọng mình, làm cho côn lâm thụ vô cùng tức giận, không chỉ là hoàng đế, chẳng lẽ trong mắt mọi người mình cũng vô dụng đến như vậy nghiêu hữu đạo đưa tay chỉ vào trong đình người cũng nhìn thấy rồi đó không người nào đồng ý đứng ra bảo đảm đơn thuần là ý thế hiếp người một trận giao đấu không công bằng còn đấu cái gì nữa chứ ta nhận thua coi như ngươi thắng côn lâm thuộc xoay đầu quay người ta đã nói rõ là chuyện cá nhân của ta không liên quan đến thiên hỏa giáo không cần các ngươi gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào chỉ là bảo các ngươi làm cái bảo đảm nói câu công đạo mà thôi không có cái gì không được tần huynh hồ huynh chẳng lẽ khinh thường thiên hỏa giáo ta cảm thấy thiên hỏa giáo ta sẽ nói không giữ lời. Tần huynh chính là tần dung của đại khâu môn, hồ huynh chính là hồ thiên hàn của huyền binh tông. Lời nói xem thường cũng nói ra rồi, hai người nhìn nhau, rất bất đắc dĩ, hồ thiên hàn nghiêng đầu hỏi hỏa phượng hoàng, hỏa phượng hoàng, côn lâm thụ bây giờ không tỉnh táo, hắn ta là sư huynh của ngươi, cũng là vị hôn phu của ngươi, ngươi đại diện cho thiên hỏa giáo tỏ thái độ trước đi. Nếu như ngươi nói được, chúng ta liền làm người đảm bảo, nếu như người không đồng ý, vậy thì việc làm người đảm bảo này chúng ta cũng không tiện làm. Vị hôn thê, như hữu đạo liếc nhìn hỏa phượng hoàng, bầu trời bay xuống mưa phùn, côn lâm thụ đứng dưới mưa, nhìn sư muộn của mình. Hỏa phượng hoàng cắn môi không nói, không việc như hữu đạo giết chết chắc siêu làm trong lòng nàng có chút kiêng kỵ, hai người còn có hôn ước, không muốn sư huynh xảy ra điều bất chắc gì. Côn lâm thụ bước chập chứng, từ từ đi vào trong đình, đứng ở trước mặt hỏa phượng hoàng, sư muội Hỏa phượng hoàng cúi đầu, không muốn đối mặt, cũng không muốn gật đầu. Hồ Thiên Hàn vội ho khan một tiếng, ta thấy chuyện này bỏ qua đi thôi, mọi người cũng giải tán đi. Quay người làm như muốn đi, không muốn liên lụy vào mấy chuyện bổ sẻ này. Côn lâm thủ có chút nóng nảy, nói nặng lời ngay tại chỗ, sư muội không một lòng với ta hay sao? Hỏa phượng hoàng đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt với nhau, hốc mắt đỏ lên, ngấn lệ, dần dần lộ ra ý cười miễn cưỡng, được thôi, ta đồng ý. Trái tim côn lâm thụ bị bóp chặt một cách mạnh mẽ, nhưng lập tức quay đầu gọi người của hai phái lại hồ huynh tần huynh tần dung và hồ thiên hàn khá là bất đắc dĩ người sau nói tần huynh người có ý gì tần dung thở dài nếu như thiên hỏa giáo khăng khăng như vậy vậy thì chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh được hồ thiên hàn gật đầu nhìn về phía nghiêu hữu đạo ở bên ngoài quát to nghiêu hữu đạo người cũng nghe thấy rồi chứ nghiêu hữu đạo hai phái cho hắn ta thể diện như thế ta bây giờ ngược lại có chút lo lắng nếu như ta thắng rồi hai phái sẽ không vì hắn ta mà ra mặt gây phiền toái cho ta chứ. Hồ Thiên Hàn nổi giận, tiểu tử ngươi làm gì mà lắm lời vậy, không dám đánh thì không dám đánh, bớt kiếm cớ đi, bọn ta cần gì phải ra mặt dùm hắn ta chứ. Như hiểu đạo, ta có thể xem như đây là lời đảm bảo của hai phái hay không. Ánh mắt nhìn về phía Tần Dung, chương 453, thảm bại một, hai mắt Tần Dung hơi híp lại, tại sao lại có cảm giác tên này đang thận trọng từng bước, dường như đang cắt đứt đường sống của côn lâm thụ, chuẩn bị đường lui cho bản thân, đây là đang muốn hạ độc thủ với côn lâm thụ, hay là có mưu đồ khác. Hồ Thiên Hàn vung tay lên, người yên tâm, huyền binh tông của ta sẽ không can dự vào mấy chuyện mổ xẻ của các ngươi, sẽ không ra mặt cho hắn ta, người muốn đánh cứ đánh. Tần Dung liếc hắn ta một cái, từ từ nói, điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không ở nội cảnh nước tề làm loạn. Đã làm người bảo đảm, ở mức độ nào đó lại giúp Hồ Thiên Hàn bù đắp lỗ hỏng, nếu dám ở trong nội cảnh nước tề làm loạn, đại khâu môn vẫn sẽ ra tay. Côn lâm thủ quay người ra khỏi đình, lại lần nữa đứng song song với Nhiêu Hữu Đạo, bây giờ có thể đim thực lực thực sự của ngươi ra rồi chứ. Nhiêu Hữu Đạo, ta ra tay không có chừng mực, từ từ quay đầu nhìn về phía lệnh hồ thu và phong ân thái, đại ca, nhị ca, sinh tử do mệnh, thành bại tại thiên, ta nếu như có chết trong tay đối phương, nhặt xác ta là được, không cần vì ta báo thù.